Tết Nguyên Đán là ngày hội truyền thống của cả nước, chẳng ai phân biệt giai tầng xã hội, cho nên không phải chỉ có dân chúng đón mừng mà trong cung đình cũng cử hành nghi thức rất trọng thể. Đời Trần, Tết trong hoàng triều nặng về yến tiệc và giải trí. Từ ngày 30 tháng Chạp, vua đã ngự trên đoan cung, cùng hoàng thân quốc thích và bá quan làm lễ, rồi xem ca nhi múa hát. Buổi chiều vua sang bái yết Thái Thượng Hoàng. Nhà Trần vốn sùng đạo Phật, các vua thường nhường ngôi cho con để lên làm Thái Thượng Hoàng và có khi vào tu trong chùa. Bởi vậy đêm 30 trước giao thừa, vua cho mời chư tăng vào đại nội tụng kinh, gọi là lễ đuổi ma quỷ. Sáng mùng 1, vua ra cho các hoàng tử, công chúa và bá quan chúc thọ, rồi lại dự yến đến trưa. Mùng 3, vua lên lầu Đại Hưng xem các hoàng tử, con các quan đánh cầu. Đây là trò chơi mà các vua Trần rất yêu thích. Mùng 5 khai hạ, vua lại ban yến tiệc cho bá quan, rồi cùng du ngoạn ngắm hoa trong vườn thượng nguyện. Đặc biệt nhất của nhà Trần là rằm tháng Giêng, vua cho tổ chức lễ triều tăng, dựng cây đèn cao rực sáng, rồi mời đông đảo các nhà sư đến tụng kinh cầu cho quốc thái dân an. Sang đến tháng 2, triều đình còn tập họp một lần nữa, xem ca múa và các trò dân dã như đấu vật, đá cầu, cưỡi ngựa, đánh cờ. Sau ngày ấy, Tết Nguyên Đán mới thật sự là kết thúc. Nhà Lê thì nặng về nghi thức hơn, thủ tục nghiêm chỉnh và nặng nề, ít trò tiêu khiển như các vua nhà Trần. Đến đời nhà Nguyễn, thừa hưởng truyền thống của nhà Lê nên cũng chú tâm về nghi thức. Đón Tết từ 20 tháng Chạp, trong triều gọi là lễ rửa ấn, các quan đều mặc phục phẩm ra đón vua ở điện Cần Chánh, cùng chứng kiến việc rửa ấn. Sau đó ấn cất đi, niêm phong qua năm mới dùng lại. Ngày 30, vua ra điện Thái Hòa dựng cây nêu. Sáng hôm sau mùng 1, vua lên kiệu ra điện để hoàng thân quốc thích và bá quan với đội lễ nhạc bái lại để chúc thọ nhà vua. Rồi vua ban yến trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3. Một tục lệ đáng yêu của các triều đại ngày trước là lễ tịch điền, hay cũng gọi là hạ điền. Theo đó thì vua đích thân cày ruộng để làm gương cho muôn dân. Tương truyền thì bên Trung Hoa, tục này có từ đời vua Thần Nông. Ở nước ta, vua Lê Đại Hành là người đầu tiên cử hành, rồi cứ thế các triều đại kế tiếp đều noi theo mãi cho đến nhà Nguyễn ở Huế. Trong lễ tịch điền, vua cày vài luống tượng trưng, sau đó các hoàng thân và đại quan đều tiếp tục cày. Lễ tịch điền là một truyền thống quý giá trong ngày Tết, làm nổi bật vai trò chính yếu của nền văn minh nông nghiệp, nuôi sống dân ta đời này sang đời khác. Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu. Xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân loan in tường hồ, bướm xuân dẫn hồ trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười. Xuân đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa. Xuân về, ta chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân lo-
loáng in gương hồ, bướm xuân dẫn nô trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười. Tới sau, ngày tươi vui ấy đã qua, thật không khác với giấc mơ. Ngồi nhìn đêm lướt ngây thơ, lòng bâng khuâng ta say tiếc thương cho bao nhiêu ngày vui đẹp chúng ta như thầm. Ngày vui xưa nay đã mất qua bao lần. Chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân loáng in gương hồ, bướm xuân rất nô trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười. Xuân đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa. Ta chào xuân khắp nơi, chào xuân thắm tươi, chào xuân với bao ngày vui. Nắng xuân loáng in gương hồ, bướm xuân dẫn nô trên bờ. Làn gió vi vu hoài, làn sóng rung rinh hoài, làm cho ta luôn luôn khoan khoái với xuân tươi ta vui cười. Tới sau, ngày tươi vui ấy đã qua, thật không khác với giấc mơ. Ngồi nhìn đêm lướt ngây thơ, lòng bâng khuâng ta say tiếc thương cho bao nhiêu ngày vui đẹp chúng ta như thầm. Ngày vui xưa nay đã mất qua bao lần. Cùng đón mừng xuân, cùng đón mừng xuân, cùng đón mừng xuân. Xin kính chào quý vị. Ngày xuân có nén đưa thoi, quả thực là thời gian trôi qua quá nhanh. Mới đó mà nhìn đi nhìn lại đã qua một chu kỳ xuân hạ thu đông. Chúng tôi lại có hân hạnh được đón tiếp quý vị trở lại để cùng với Trung tâm Thúy Nga thực hiện cuốn băng chủ đề Tết liên tục. Đây là cuốn thứ ba chúng tôi đặt tên cho chủ đề là Xuân trong kỷ niệm. Và thưa quý vị, nhạc phẩm mở đầu quý vị vừa thưởng thức là nhạc phẩm Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc của nhạc sĩ Lê Yên qua 5 tiếng hát của Nguyễn Hưng, Quang Lê, Trần Thái Hòa, Thế Sơn và Lương Tùng Quan. Vì người ta nói rằng là ra ngõ gặp trai sẽ hên, chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị rất nhiều may mắn. Thank you singers and thank you dancers. Hôm nay được chào mừng quý vị đến đây thì quý vị chắc là quý vị cũng thấy rằng là cái cảnh này nó rất là lạ mắt đối với quý vị, mà chẳng những lạ mắt đối với quý vị mà đối với cô Kỳ Duyên thì lại càng lạ hơn. Là vì chúng tôi muốn dựng theo cái cảnh của cung đình Huế. Đây phải nói là một cái set, một cái sân khấu mà gọi là tốn phí nhất, đắt giá nhất, công phu nhất, nhưng mà
cái điều mà làm cho Trung tâm Thiên Nga hãnh diện để đón quý vị hôm nay trong cuốn xuân chủ đề thứ ba, đó là tính nghệ thuật cao nhất. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuân Mộng của nhạc sĩ Lam Phương qua hai tiếng hát của Thanh Trúc và Như Loan. Đào bừng nở, nàng lan cũng mỉm cười. Âu yếm bên nàng Huệ là cúc sắc khoe vàng tươi. Năm ngón tay ngọc nữ nhẹ đưa xuân vào cõi đời. Trong nắng xuân vời vợi, cởi áo cho nàng hồng vui. Chúng tôi đã thưa với quý vị trong hai chương trình xuân trước đây là mỗi gia đình Việt Nam đều phải chuẩn bị đón Tết. Nhưng mà có những chuẩn bị xa, chẳng hạn như là từ 6 tháng trước
nuôi một đàn gà, nuôi một con heo hay là ươm cây trái trong vườn. Nhưng mà ngoài ra thì có những chuẩn bị gần, những sửa soạn gần lại còn tỉ mỉ và chi tiết hơn. Chẳng hạn như là cọ lư đồng, chuẩn bị bàn thờ, lau chùi tất cả những thứ để mà dùng trong 3 ngày Tết. Thì chúng tôi có ghi lại một số hình ảnh mà chúng tôi mời quý vị theo dõi sau đây. Chuẩn bị đón Tết thì có cả trăm công nghìn việc, nhưng gia đình nào cũng phải dành sự chú ý cho việc sửa soạn và trang trí lại bàn thờ tổ tiên. Bởi một trong những ý nghĩa lớn nhất của ngày đầu năm là đón ông bà, ông vải cùng về với con cháu trong nỗi giao cảm thiêng liêng. Hoa trái, bánh mứt, nhang hương dâng kính tổ tiên để tỏ lòng hiếu nghĩa và biết ơn, mong các đấng tiền nhân chứng giám và phù trợ. Rồi đến ngày 23 tháng Chạp, có thể gọi là ngày bắt đầu vào xuân, đánh dấu bằng lễ tiễn đưa ông Táo về trời. Ông Táo hay ông Công hay vua bếp hay ông đầu rau là tên gọi ba vị thần tượng trưng, nhưng rất mãnh liệt trong niềm tin của dân gian, mà biểu hiện cụ thể là ba hòn gạch nung xếp trụm lại như cái kiềng ba chân trong bếp mọi nhà. Ba viên gạch ấy lại được thi vị hóa bằng câu chuyện hai ông một bà, xem xét mọi chuyện trong mỗi gia đình, để ngày 23 tháng Chạp cưỡi cá chép về trình tâu Ngọc Hoàng. Ông Táo vắng mặt 7 ngày, tới tối 30 mới trở lại và lại bắt đầu một chu kỳ mới trong bếp nhà người ta. Cúng ông Táo xong, gia chủ thả cá chép trở lại ao hồ, vừa hàm ý phóng sinh, vừa là để cá chép có dịp vượt vũ môn hóa thành rồng để năm tới tiếp tục đưa ông Táo về trời. Trồng cây nêu trước cửa nhà nhằm mục đích đuổi quỷ cũng giống như cắm cành đào hay đốt pháo ngày xuân. Cây nêu cắm trước sân để báo cho quỷ biết đây là đất đã có chủ, đừng vào mà phá phách. Trên ngọn cây nêu, người ta buộc khánh đất hay khánh đồng để gió thổi rung lên thành tiếng. Lưng chừng cây nêu có khi người ta cột thêm cành đa hoặc nắm lá dứa để quỷ sợ. Rồi dưới đất thì rắc phôi bột hình cánh cung mà mũi nhọn hướng về phía đông. Sự tích cây nêu khởi đầu từ Phật thoại, dân gian dựng cây nêu để nhớ ơn Đức Phật đã đuổi quỷ cứu người. Rồi lâu dần, cây nêu trở thành một tục lệ mà cứ ngày xuân là người ta phải nghĩ đến, dù không còn nhớ ý nghĩa ban đầu của nó nữa. Như lúc nãy chúng tôi đang thưa dở với quý vị là cái set này là một trong những cái set công phu nhất, vì không những Trung tâm Thúy Nga đã phải chụp hình những cái cung đình ở Huế, mà ngay cả cái người set design chính ông ta cũng đã đi về Việt Nam và đã coi, và chúng tôi cố mang đến thật chi tiết cho quý vị thấy rất là rõ. Và thưa anh, nhắc tới cung đình Huế thì em được biết là người dân gian mình ăn Tết như là hai cuốn trước mình nói rất nhiều những cái tục lệ phong tục ngày Tết, nhưng mà theo em biết thì trong triều đình cũng ăn Tết, nhưng mà có những cái gì khác với dân gian không anh? Vâng, thưa quý vị, là hai cuốn trước chúng ta nói nhiều đến Tết của dân chúng, thì hôm nay chúng tôi mượn một chút thời gian để thưa chuyện với quý vị là trong triều vua thì cũng ăn Tết, nhưng mà nó linh đình và nó trang nghiêm hơn là của dân gian thôi, bởi vì Tết là một cái phong tục mà bất cứ một giai cấp nào trong xã hội chúng ta cũng đều mừng. Chẳng hạn là chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi coi cái tài liệu ở đây, chẳng hạn như là ngày 30 Tết thì vua cũng ra điện Thái Hòa để cùng với các hoàng thân quốc thích cũng như là bá quan dựng cây nêu.
Rồi ngày mùng 1 thì là vua cũng ra ngự điện Thái Hòa và vua ban yến cho các hoàng thân quốc thích cùng với các bá quan văn võ từ tứ phẩm trở lên. Sorry anh, tứ phẩm là sao anh? Quý vị biết là cái tước của các quan ngày xưa thì thấp đến cao, tức là từ cửu phẩm là thấp nhất lên tới nhất phẩm triều đình. Thì từ tứ phẩm trở lên, tức là những vị cao nhất, thì được hưởng yến tiệc của vua ban ngày mùng 1. Rồi các quan văn võ từ ngũ phẩm trở xuống thì là ăn yến của ngày thứ hai vua ban. Và thưa quý vị là ngày mùng 2, nhưng mà khi mà chúng tôi, sở dĩ chúng tôi phải cầm cái giấy này là bởi vì vua cũng lì xì, y như là chúng ta vậy. Lì xì thì, bao nhiêu anh? Lì xì thì chúng ta thấy rằng là ở trong này ghi là các hoàng thân đó, tức là con vua, cháu vua đó, hoàng thân, hoàng tử, thì là vua lì xì 20 lạng bạc. Còn các quan thì cao nhất là 12 lạng và thấp nhất là 1 lạng. Anh ơi, sao em nghe ít vậy? Vua có vẻ hơi kẹo anh hả? Có 20 lạng à? Không, cái đó chỉ là chúng ta cũng biết là cái biểu tượng mà thôi. Đó là cái sự may mắn, giống như chúng ta cho tiền, chúng ta gọi là lucky money, tiền lì xì mà. Cho nên là nó không phải là một cái món tiền thưởng lớn. Nhưng mà em cứ thấy cho nhiều thì nó mang lấc nhiều hơn là cho ít. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà trong triều các vua Việt Nam chúng ta, đó là cái lễ tịch điền. Các vua Việt Nam áp dụng cái lễ tịch điền, có nghĩa là vua đi cày chung với lại dân chúng. Thì theo như trong sách nói, thì cái đó nó bắt nguồn từ vua Thần Nông ở bên Trung Hoa. Nhưng mà thưa quý vị, để lát nữa chúng tôi kể tiếp hầu quý vị cái câu chuyện ở trong triều đình. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một liên khúc gồm có nhạc phẩm Cảm ơn và Mùa xuân của mẹ của hai nhạc sĩ Nhật Ngân và Trịnh Lâm Ngân qua hai tiếng hát của Hương Lan và Chế Linh. Tự tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới thiên đường, mang chút tình hậu phương thương mến. Đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng nguôi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tới nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người. Cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng là vui, không quên người dương gió phương trời, âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em.
đây đang còn lênh đênh. Đèo cao gió lòng ngày đêm bạt ngàn, áo trần sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mến mơ. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây chắc mẹ già tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cậy vào tay ai. Sang bếp hồng quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay về ngàn dẫu gì. Rồi con cùng về chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay về ngàn dẫu gì, rồi con cùng về chỉ bên mẹ là mùa xuân. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là một nữ ca sĩ có thể nói là kỳ cựu của làng tân nhạc Việt Nam, mà cá nhân chúng tôi phải nói là ái mộ giọng hát của chị đã rất lâu, mà hôm nay sau bao nhiêu năm mới được gặp ở đây. Thưa quý vị, xin quý vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón nữ ca sĩ Hà Thanh. Hà Thanh xin kính chào quý vị. Hôm nay Hà Thanh đứng trước đài nổi của Huế làm cho Hà Thanh rất là nhớ Huế lắm và rất thưa quý vị, là chúng tôi đã xin phép chị Hà Thanh để mà thưa với quý vị là chị Hà Thanh năm nay đang bước vào tuổi 70. Sở dĩ mà chúng tôi phải nói như thế để lát nữa quý vị kinh ngạc đón nhận một tiếng hát không có cái gì thay đổi sau bao nhiêu chục năm mà chúng ta yêu mến tại quê nhà. Thì thưa chị là với một cái ngần đấy năm mà chị đi trình diễn, chị đi hát, thì bây giờ chị còn nhớ lại được cái phút đầu tiên chị trở thành ca sĩ vào năm nào và cái hoàn cảnh như thế nào không thưa chị? Dạ kính thưa quý vị, năm 1952-53 Đài Phát thanh Huế tổ chức tuyển lựa ca sĩ và Thanh đã đứng đầu. Lúc đó Thanh mới 14 tuổi và khai thêm một tuổi nữa là 15. Tức là chị phải tăng thêm một tuổi để cho đủ. Và thưa quý vị, là chị Hà Thanh cũng có một cái đặc biệt mà ở quê nhà chúng ta ít gặp chị, mặc dù chị hát rất nhiều. Là tại sao? Là tại vì chị chỉ thâu băng, thâu đĩa và hát đài phát thanh phải không chị? Dạ, chứ không, không có đi trình diễn, không có lên sân khấu. Thành thử ra chúng ta nghe tiếng mãi mà chúng ta không gặp. Thưa quý vị, là chị Hà Thanh thì phải nói rằng là tuy rằng là gần 70 nhưng mà quý vị cũng thấy là vẫn e ấp như cô gái 17 tuổi, là là bởi vì chị đã chẳng những ít nói mà ít ra sân khấu, chị chỉ có tiếng hát để cống hiến quý vị khán thính giả thôi. Thôi thưa chị, như vậy thì như lời tôi vừa thưa quý vị thính giả thì xin phép chị là không bắt chị phải thưa chuyện với quý vị khán thính giả khắp nơi. Quý vị yêu mến tiếng hát của chị là được rồi. Và thưa quý vị, hôm nay lần đầu tiên mà đón chị đến sân khấu Paris By Night thì chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy trong chương trình Xuân hôm nay có tựa đề là Hoa Xuân. Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh.
Vâng. Ước cho hoa nở mãi không già thì chính tiếng hát của chị Hà Thanh đã đạt được cái điều đó. Một quý vị khó có thể hình dung nổi sau bao nhiêu vắng bóng mà sau bao nhiêu thăng trầm, là vì sau đó thì chị còn ở lại quê nhà cả mười mấy năm sau thì mới ra hải ngoại. Và sau này chúng tôi được biết là chị thường đi trình diễn trong các công tác từ thiện cho các chùa. Vâng, thưa quý vị, thật sự ra Kỳ Duyên không biết là năm nay chị bao nhiêu tuổi, nhưng mà nhắm mắt mà nghe tiếng hát đó, thì em có mường tượng như là một cô gái mới khoảng 20 tuổi thôi anh. Tiếng hát nghe rất trẻ và rất là trong. Vâng, thưa quý vị, quý vị coi ở đầu mỗi cuốn Paris by Night thì quý vị thường thấy có ghi tên hai người executive producer, chúng ta dịch là giám đốc sản xuất của trung tâm. Thì người thứ nhất là ghi là Marito, tức là cô Tô Ngọc Thủy, mà chắc chắn là quý vị đã có dịp diện kiến một đôi lần. Và người thứ hai để là Paul Huỳnh, tên thật là Huỳnh Thi. Vâng, thưa quý vị, trong bao nhiêu năm nay chưa bao giờ quý vị được gặp anh Huỳnh Thi. Có lẽ một lý do chính là vì anh rất miệt mài với những công việc sau ống kính. Nhưng mà hôm nay đặc biệt chúng tôi phải đẩy anh ra để gặp gỡ quý vị. Thứ nhất, theo tục lệ ông bà vẫn nói ra ngõ gặp trai là hên. Và thứ nhì đó là tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều muốn biết coi anh Huỳnh Thi khi mà diện áo vest comple lên trông làm sao. Tại vì thưa quý vị, 15 năm nay làm việc, bao giờ chúng tôi chỉ thấy anh trong một cái quần jean phai màu, một cái áo jacket da rất là phong trần. Hôm nay phải mời anh ra đây diện thật đẹp để coi anh có giống Châu Nhuận Phát hay không. Thưa quý vị, là giống Châu Nhuận Phát hồi còn trẻ kia, chứ bây giờ Châu Nhuận Phát là thua Huỳnh Thi chắc rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị giám đốc sản xuất của trung tâm Thúy Nga, anh Huỳnh Thi. Xin kính chào quý vị, chào Thúy Nga, chào Kỳ Duyên. Kỳ Duyên, Thúy Nga quá khen. Đây là lần đầu tiên thì xin thay mặt cho trung tâm Thúy Nga kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đại lý, các thân chủ quảng cáo, cùng toàn thể quý vị trên toàn thế giới đã liên tục gắn bó với những sản phẩm của Trung tâm Thúy Nga. Với sự ủng hộ của quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến để mỗi chương trình của Paris by Night sẽ là một món ăn tinh thần thân thiết cho mỗi gia đình Việt Nam trên khắp năm châu. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới thật nhiều may mắn. Trân trọng kính chào quý vị. Nếu mà có một người có thể thế chú làm MC chính là cháu. Và chắc chắn là cô chị Kỳ Duyên sẽ vui hơn là đứng bên cạnh chú. Anh Thi đừng lo, tại vì anh Ngạn có nói với em là làm MC với anh Ngạn đó, mình không phải nói nhiều, cứ đứng cười cười thôi là được rồi. Mà em thấy anh có nụ cười rất có duyên, thành ra anh giữ vai trò đó được đó. Trời, con trai giờ này mà còn mắc cỡ ha. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình là nhạc phẩm Gió Mùa Xuân Tới của nhạc sĩ Hoàng Trọng sẽ thổi đến cho quý vị hai bó hoa thật đẹp. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu và nữ ca sĩ Bảo Hân. Trời ngát hương trầm, lòng mang vấn vương.
dày mộng ước cùng những đóa hoa ấp ủ trái tim từ những phút say mơ với mùa hoa thơm khắp trời xuân sáng vui tưng bừng muôn sắc khoe tươi reo hát ca vang mừng trời xuân trời sáng tô màu sắc cho những cánh hoa khi trời xuân cho đời muôn màu nồng ngạt hương thơm trời xuân mang niềm nhớ cho những kiếp người sống cô đơn ước mong mùa xuân rực rỡ khắp nơi trần thế của ngày Tết thì có một thứ không thể thiếu được, đó là bánh chưng. Có thể nói là không có bánh chưng thì không thành ngày Tết. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là một thứ bánh truyền thống lâu đời nhất của người Việt. Cho đến ngày hôm nay thì các nhà sử học cũng như các nhà khảo cổ đã chứng minh một điều rằng nước Việt cổ của chúng ta là một trong những cái nôi đầu tiên có nền văn minh nông nghiệp sớm và cao nhất của nhân loại. Và như thế thì bánh chưng có từ đời vua Hùng Vương, tức là cách đây khoảng 2.700 năm, giống như chúng ta vẫn nghe chuyện Lang Liêu, tức là vua Hùng Vương thứ 7. Thưa quý vị, nhưng nghệ thuật gói bánh chưng và nấu bánh chưng như thế nào? Chúng tôi mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Bánh chưng là thứ bánh truyền thống lâu đời nhất của dân Việt. Mấy ngàn năm không thay đổi. Nguyên liệu chính là gạo nếp, đậu xanh và thịt ba chỉ gói trong lá dong hoặc lá chuối. Việc đầu tiên là rửa lá, lau lá, rồi lấy ống tre tươi, chẻ lạt để cột bánh. Cũng có nơi dùng sợi cói thay cho lạt tre. Thường thì người ta luộc bánh từ sau ngày tiễn ông Táo, hoặc có khi chờ đến cận Tết. Và ngày gói bánh, luộc bánh bao giờ cũng là ngày vui của gia đình quây quần bên nhau, trẻ con canh thức không muốn đi ngủ. Trên đường làng
những ngày cuối năm, khách bộ hành có thể chia sẻ niềm vui vì bếp nhà nào cũng lập lòe ánh lửa nấu bánh chưng chờ sáng. Gạo nếp trải trên lá dong, đậu xanh dùng làm nhân kèm theo miếng thịt lợn thái theo chiều dài của bánh. Bánh có hai loại, hình vuông hoặc hình tròn, và đem luộc qua đêm trong nồi thật lớn để gạo nếp, đậu xanh và thịt lợn cùng chín mềm. Sau này nhiều nhà còn chế biến không dùng nhân thịt hay đậu nữa, mà chỉ pha đường để làm bánh chưng ngọt. Nhưng dù ngọt hay mặn, bánh chưng không thể vắng mặt trong bất cứ bữa tiệc xuân nào. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Xuân của nhạc sĩ Hoàng Song Việt, được thâu hình ngoại cảnh ở miền Tây Việt Nam qua phần trình diễn cổ nhạc rất đặc sắc của nữ ca sĩ Hương Thủy. Trên sớm thôn kia đó đây bập bùng
nồi bánh đêm giao thừa sao ấm nồng tình xưa. Xa xa ngân gian chuông chùa chờ mong giây phút thiêng liêng. Trời đất đang giao mùa, người chắp tay nguyện cầu cho xóm làng bình yên nó ấm trọn mùa sau. Mùng một cả nhà trong tà áo mới chúc thọ ông bà mừng tuổi mẹ cha. Em theo bạn lên chùa hái lộc đầu năm, ngắm mãi ông đồ già bên những câu đối đò. Chợt thấy ánh mắt nhìn em làm hồng thêm đôi má. Người bạn học chung trường cách biệt mấy năm xa, cũng một ngày xuân đi lễ chùa năm ấy, anh gửi một bài thơ dụng dạy tuổi học trò. Chợt thấy nắng xuân thêm rực rỡ chan hòa, cành lộc trong tay ngát mùi hương rất lạ. Quê nhà ơi sao mình sáng lúa vàng quăng bông cùng mùa xuân tươi, bao lứa đôi tràn đầy yêu thương. Chúc quê hương tình xuân ngát tình, mùa xuân sang có ta bên mình. Mùa xuân sang chúc câu yên bình, tân niên hạnh phúc bình vinh quang phú quý lai. Thưa quý vị, lúc nãy anh đang nói tiếp về cái lễ tịch điền phải không anh? Vâng thưa quý vị, phải nói thêm một chút chi tiết nhân quý vị nhìn thấy cái set ở trên sân khấu, là chúng ta biết là nhà Nguyễn xây kinh đô Huế bắt đầu từ năm 1805 dưới thời vua Gia Long. Vua Gia Long xây 14 năm chưa xong, thì vua Minh Mạng xây tiếp là 13 năm nữa, thì tổng cộng là 27 năm thì xong kinh thành Huế. Thì vòng ngoài cùng là kinh thành, vòng thứ hai chúng ta gọi là hoàng thành, và vòng trong cùng gọi là Tử Cấm Thành. Thì chúng ta cũng biết được là trong sách ghi lại là nhà Nguyễn xây kinh đô Huế là dựa theo phong thủy, tức là lấy núi Ngự làm tiền án. Quý vị cũng hiểu rằng là khi mà nói tới phong thủy thì phải có tiền án hậu trầm thanh long bạch hổ, nó đầy đủ những cái chi tiết đó. Nhưng mà quý vị nào dành phong thủy thì hiểu dễ hơn. Thì lấy núi Ngự làm tiền án và lấy cồn Hến và cồn Giã Viên ở trên sông Hương làm thanh long bạch hổ cùng trầu về hoàng đô, và hy vọng rằng triều Nguyễn, tức là dòng họ Nguyễn Phúc, sẽ kéo dài muôn đời. Tại vì vua Minh Mạng có nói với các quần thần là như thế này: trẫm không mong kéo dài được như nhà Chu ở bên Trung Hoa, là trị vì nước Trung Hoa được 700 năm, mà trẫm chỉ mong cái dòng họ Nguyễn Phúc của trẫm kéo dài khoảng 500 năm là được rồi. Thế nhưng mà trên thực tế là tại vì dù tin vào phong thủy đến đâu thì chỉ mới có 40 mấy năm thôi, thì vua Tự Đức đã phải ký hòa ước và cắt đất dâng cho Pháp, và từ đó là đưa đến sự tàn lụi cùng với chiến tranh thuộc địa của Pháp mà chúng ta thấy là cuối cùng chấm dứt là thời vua Bảo Đại. Em chỉ có một thắc mắc, rồi sau đó rồi cái ông thầy phong thủy có bị mang đi chém đầu không anh? Thì phong thủy là một niềm tin mà quý vị. Khi đã là về niềm tin rồi thì chúng ta cũng không có đặt vấn đề đúng hay sai nữa. Người nào tin phong thủy thì cứ việc tin, người nào không tin thì không tin. Chứ là ai tin thì theo đó. Thì thưa quý vị, là lúc nãy chúng tôi nói về lễ tịch điền, cái điều này nó rất quan trọng. Điều này nó rất quan trọng là tại vì cái nền văn minh nông nghiệp của nước ta nó quá cao từ đời vua Hùng Vương. Cho nên là lúc đó là vua cùng với dân cày bừa. Bởi vì coi cái việc sản xuất lúa gạo là một cái nguồn kinh tế
duy nhất và lớn nhất của dân Việt Nam chúng ta truyền từ ngàn đời. Cho nên là ngày Tết thì vua ra cày. Chẳng hạn như là vua cày đó thì vua cày ba luống. Quý vị, luống thì là quý vị ở vùng quê thì quý vị là một cái hàng đó. Vua cày ba luống, rồi Công Tôn Vương Tử cày năm luống, rồi Công Khanh Đại Phu cày bảy luống, kẻ sĩ tức là học trò, những người mà chưa làm quan nhưng mà đang đi học thì cày chín luống, còn bao nhiêu còn lại thì dân cày hết. Dân cày cả ngày. Dân cày cả ngày. Thưa quý vị, cày như vậy nó là một cái biểu tượng khuyến khích nông nghiệp mà thôi. Và cái thu hoạch của cái tịch điền đó để mà cùng dùng mà tế thần, thì cái người mà áp dụng mạnh mẽ sau đời vua Hùng Vương, để chúng ta bị lệ thuộc 1.000 năm, thì đến đời vua Lê Đại Hành, tức là nhà Tiền Lê, thì vua Lê Đại Hành là người áp dụng mạnh mẽ vấn đề cày ở cái ruộng tịch điền ngày Tết. Thì trong sử ghi lại là vua cày năm thứ nhất, thì khi mà vua đang cày thì đụng phải một cái chum, thì bới lên thì hóa ra là một chum vàng. Năm thứ hai thì vua cày, nó lại đụng một cái chum nữa, thì đào lên nó hóa ra là chum bạc. Anh, mà cái này là sử hay là có thật? Hay là ông hên rồi ông đào nhầm nhà ai chôn của rồi ông đào nhầm vào, hay là có thật? Một là người ta nghĩ ra để mà khuyến khích việc đi cày. Hai là ông vua ông kêu ông lính chôn trước cái chum gì đó. Thì là vì ông vua thì nhiều vàng lắm, thì ông ấy xúi người ta chôn sẵn để ông cào lên, thì mọi người ồ lên là trời ơi. Như vậy là cày thì hy vọng là có thể trúng được vàng. Thành ra tất cả là người ta đều... Nhưng mà thôi, thưa quý vị, là chúng tôi tạm ngưng phần thưa chuyện với quý vị về cung đình Huế để giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Hạnh Phúc Đầu Xuân của Lê Dinh và Minh Kỳ qua hai tiếng hát của Hoàng Oanh và Trung Chỉnh. Là đây một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng, nụ cười trên môi, trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang, biết chúc chi đây khi làn gió xuân về. Giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư, làm thơ trao duyên gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân này tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi, như hoa xuân đời tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu, nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Thank you.
nay tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân nay tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi, như hoa xuân đời tay trong tay rồi dựng xây ngay hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng em dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luyến trao, ước mong sao dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau. Thưa quý vị, chúng tôi có một cái lá thư của một độc giả, một khán giả tại Philadelphia viết từ năm ngoái nhân cái cuốn Tết, nhưng mà nó cũng không có cái dịp để mà đọc hầu quý vị, thì hôm nay chúng tôi xin mở ra tại nó có liên quan tới Tết này. Là thưa ông Ngạn, suốt Tết Bính Tuất tôi không được ăn thịt vịt, mặc dầu tôi rất thèm thịt vịt, là vì vợ tôi nói ông Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói phải kiêng thịt vịt thì không được ăn. Tôi mới hỏi lại là ông Ngạn nói gì bà cũng nghe hay sao, thì bà trả lời bất cứ điều gì ông Ngạn nói tôi đều nghe 100%. Vậy ông ấy viết thư cho tôi là: thưa ông Ngạn, vậy ông nghiên cứu lại xem trong phong tục của Việt Nam chúng ta có tục đánh vợ vào ngày Tết hay không. Nếu có, ông cho tôi biết, tôi sẽ cho bà ấy một trận. Em phải thưa, em phải thưa ngay với lại vị khán giả đó là em không biết là trong phong tục Việt Nam có cái tục lệ đó không. Nhưng mà anh Ngạn thì ngày thường vẫn bị vợ đánh, không cần chơi Tết, thì em không biết là anh có cứu ông được hay không. Tại vì em thấy ngày thường vẫn bị đánh như thường. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngày Xuân Tái Ngộ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua hai tiếng hát của Mạnh Quỳnh và Hà Phương. Chúc anh vui bước đường
công em ơi thấy không em mừng xuân hoa nở khắp trời chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu vui xuân nâng chén rượu quên những ngày vất vả ngược xuôi ngắm hoa mai nở muốn xuân đừng qua tình thương vắng xa sẽ được đậm đà mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn không em mừng xuân hoa nở khắp trời chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu vui xuân nâng chén rượu quên những ngày vất vả ngược xuôi ngắm hoa mai nở muốn xuân đừng sẽ được đậm đà mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này xin người đừng quên rước xuân về gia đình đoàn viên. Thưa quý vị, năm mới Tết đến là bắt đầu cho một chu kỳ mới của đời người. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta vẫn thường quen đi xem bói, xin sâm, đi gieo quẻ cầu may cho năm mới. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những sinh hoạt quen thuộc đó trong một đoạn phim ngắn trên màn ảnh. Từ những phiên chợ cuối năm cho tới đêm giao thừa ngày mùng 1 nguyên đán, ở cổng chợ, sân chùa hay đình miếu, bao giờ người ta cũng thấy những ông thầy bói trải chiếu dưới bóng cây hân hoan đón khách. Khách tìm một tia sáng tương lai, mỗi khi sắp thêm một tuổi. Coi bói kiểu này thường rất đơn giản, hoặc dùng đồng tiền gieo quẻ để thầy cắt nghĩa giống như bói dịch, hoặc xem chỉ tay rồi đoán vận mạng. Người ta yên bề gia thất thì cầu gia đạo yên vui, tài lộc sung mãn. Các thiếu nữ chưa chồng thì ưu tư về duyên phận, mong một khúc rẽ tươi đẹp cho đời mình. Một cách đoán vận mệnh phổ thông nữa là xin sâm. Bó sâm nhét đầy trong ống, khách xốc ống rơi một thẻ, ông thầy sẽ theo thẻ mà quyết đoán may rủi cho những ngày sắp tới. Đúng hay sai thì chả ai dám trách, nhưng ít ra thì cũng đem lại cho khách một niềm hy vọng trong năm mới. Ở
Và thưa quý vị, bây giờ Kỳ Duyên xin đọc thêm tiếp những cái kiêng cữ ở trong cái list này mà Kỳ Duyên đã nghiên cứu. Cái này lạ nè, không được mượn tiền thì đã đành, nhưng mà còn không trả nợ, không đòi tiền, không trả nợ. Có nghĩa là người ta có đến đòi mình cũng không cần trả, tại vì cái người đòi cũng xui, phải không anh? Trong 3 ngày Tết thôi. Trong 3 ngày Tết. Cái này thì chắc chỉ có những vùng quê Việt Nam là không cho lửa và không được xin lửa. Ngày xưa thì chúng ta biết là ngày xưa chúng ta không có hộp quẹt, không có hộp diêm, không có máy lửa như bây giờ. Cho nên là nhà nào nhà đấy phải giữ cái than ở trong lò bếp của mình, rồi sáng hôm sau lấy rơm thổi lên. Thì những nhà nào chẳng may nó bị tắt thì phải chạy sang hàng xóm để xin lửa, tức là xin một cục than hồng kẹp vào cái nắm rơm chạy về nhà mình, hoặc đốt bằng cái đuốc tre. Nhưng mà thưa quý vị, là nhiều khi đường xa hoặc là gió nó lại tắt, cho nên người ta vẫn phải đi xin lửa. Thì ngày Tết nếu chẳng may lửa nhà mình tắt thì đừng đi xin nhà khác, chịu khó 3 ngày vậy. Hai cái tục lệ sau này thì em thấy hơi là vô lý. Không đánh vỡ chén bát ly tách, cái đó gọi là cái lỡ tay thì mình đâu có ấy được, anh thấy không? Nhưng mà đó là tục lệ thì chúng ta cũng không bàn đến. Chẳng hạn ở bên Ý thì nó ngược lại, là có những vùng mà chẳng những người ta không kiêng đánh vỡ, mà cái ngày Tết họ lại đập bát chén. Họ đập chân càng nhiều thì càng may mắn, để tống hết những cái cũ ra ngoài được. Cái này thì em nghĩ khỏi cần nói, mà cái này mới là vô lý nè. Kiêng không trượt chân, té ngã và vấp ngã, cái đó mới là... Còn em thấy là cái đó... còn cái này... cái này. Nhà dù có người chết cũng không khóc, chỉ cười. Vâng, thì tại vì họ nghĩ là trong 3 ngày Tết á, chẳng may nhà mình có người chết thì mình cứ len lén khiêng cái người đó để đằng sau nhà, ai đến vẫn cười như thường, không được mếu máo gì cả. Mùng 4 mới bật lên, òa lên khóc cả nhà. Đó là cái tục lệ thì chúng ta cũng phải theo vậy thôi. Ok, cái này mới vô lý. Nếu có bầu cũng không được đi thăm ai. Là sao, họ nghĩ là bà bầu xui hả anh? Nhưng mà cái đó em lại thấy vô lý, tại vì chúng ta vẫn chúc nhau, mỗi năm gặp nhau là chúc đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái. Rồi chúc người ta đã rồi người ta có bầu đó, thôi đừng đến thăm tôi tại xui nhà tôi hả? Cái đó thì tôi đã thưa quý vị rất nhiều lần là hễ đã là cái phong tục đã là một sự mình tin như vậy thì mình không có giải thích nữa. Chẳng hạn như Hung Gia Lợi, người ta cũng kiêng ngày đầu năm không ăn cá và không ăn thịt chim, là bởi vì người ta nói rằng là nó, những cái may mắn của mình nó sẽ trườn đi như cá hoặc là bay đi như chim. Đó là cái cách giải thích để người ta tin như vậy. Nhưng mà nếu mà nói về cái phong tục của mình kiêng không gặp bà bầu á, thì em thấy phải công bằng hơn là cũng không gặp luôn ông chồng. Tại ông chồng cũng là một nửa thủ phạm mà, chứ đâu phải tự nhiên mà có bầu một mình được. Em chỉ muốn nói ý kiến nó lên thôi. Rồi có một cái tránh xong đất xong nhà, vì rủi mà họ xui đó thì họ mang vốn mình cả năm. Cái đó thì đúng. Tức là cái xong người xong nhà, tức là người đến ngày mùng 1 Tết, người đầu tiên mà đến, người đầu tiên mà đến nhà người ta thì mình nên né, là bởi vì chẳng may cái năm đó nó hên thì nó không nhớ ơn mình, mà nó xui thì nó cứ đem tên mình ra, nó mắng cả một năm trời. Thành thế mình tránh. Có những trường hợp hai nhà hàng xóm ngày mùng 1 định sang chúc tuổi nhau, nhưng mà ông này cứ chờ mãi để cho thằng kia nó sang bên mình, mà mình cũng không dám sang thằng hàng xóm. Cuối cùng hai nhà cứ chờ từ sáng đến chiều, không ai xông nhà ai cả, bởi vì sợ rằng là sang rồi không may, để người ta không may mắn, người ta chửi mình. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong phòng make up room đó thì chị Phương Hồng Quế có khoe với nghệ sĩ rằng là năm ngoái anh Ngạn xông nhà chị và chị rất là hên. Thành ra năm nay tất cả anh chị em nghệ sĩ là sẽ hùng tiền mua vé cho anh sang Mỹ, đêm 30 đi từng nhà đạp một vòng rồi anh đi về. Cái đó thì tôi không biết, là tình cờ là cái ngày mùng 1 Tết, tức là hôm 30 Tết ta, thì tôi trình diễn ở bên California. Thì sáng mùng 1, ông Tô Văn Lai, tức là chủ nhân sáng lập cho công ty Thúy Nga, rủ tôi đi chúc tuổi một số nghệ sĩ, thì trong đó có gia đình của chị Phương Hồng Quế. Thì tôi là người đầu tiên đặt chân vào nhà Phương Hồng Quế, mà hên cho tôi quá. Nếu tôi biết tôi là người đầu là tôi đã không đến. Mà rất là may là cả năm đó thì cô lại gặp hên, thành ra tôi không gặp nạn gì hết trơn. Thành ra năm nay anh mới được mời lại một chuyến để xông nhà tất cả mọi người. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thiên Duyên Tình Định của nhạc sĩ Tuấn Lê qua hai tiếng hát của Lương Tùng Quang và Tú Quyên.
dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, nhìn tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp trong hình đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho vuông tròn nhà anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giống nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chẳng là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên đình sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới, cuối năm thế người. Đầu năm hoa lá xôn xao nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên dài ngâu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, nhìn tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp trong hiền đức dễ thương, tuổi này vương số lắm con, muốn cho vuông tròn nhà anh môi giới môi mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giống nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chẳng là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên đình sẵn rồi. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khai thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Giàu tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khai thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người. Thưa quý vị, nhạc sĩ Văn Cao sinh ở Hải Phòng trên bến sông gọi là Bến Bính. Ông là một người đa tài nhưng nhút nhát. Năm 18 tuổi, ông viết hai bài nổi tiếng mà chúng ta rất yêu mến, đó là Buồn Tàn Thu và Thiên Thai. Thì khi ông hát như vậy, ông viết những bài như vậy thì thời đó rất ít ca sĩ. Chẳng hạn nhạc sĩ Phạm Duy lúc đó là ca sĩ lăng xê bài Buồn Tàn Thu của Văn Cao. Vì quá ít ca sĩ, cho nên là khi Văn Cao có một người bạn hát rất hay, thường đến nhà Văn Cao để hát những bài do ông sáng tác, thì cái người bạn ca sĩ đó mang theo một cô bạn gái là người yêu của anh ta. Thì nhạc sĩ Văn Cao thầm yêu trộm nhớ cái cô bạn, cái cô người yêu của người bạn mình. Cho nên là một lần cô bạn gái đã đến thăm thì ông cảm thấy như là mùa xuân đã đến với ông. Cho nên ông viết là nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân. Vì ông yêu cái người đó mà ông viết được bài Bến Xuân. Thì câu chuyện nối tiếp, nhưng mà về sau thì nhạc sĩ Văn Cao không lấy được người đó, mà anh chàng ca sĩ bạn của Văn Cao vì đào hoa cho nên cũng chia tay cô bạn gái đó. Và cái người bạn gái đó về sau lấy một nhạc sĩ khác cũng yểu tử. Còn anh chàng ca sĩ đào hoa đó thì về sau chết đói. Còn Văn Cao thì để lại cho chúng ta bao nhiêu tác phẩm hay để chúng ta hình dung lại. Và ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Bến Xuân của Văn Cao, viết năm 19 tuổi, qua hai tiếng hát của Khánh Ly và Trần Thái Hòa. Thank you.
nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi dùng cánh trắng ríu rít cao, cành đào hoen nắng tràn hòa, chim ca thương mến, chim ngân xa, hồn mùa ngây ngất trầm vương, diều nhau theo dốc suối nơi ven đèo, còn thấy chim ghen lời âu yếm, tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước, tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bên. Mình mong che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu con trên lớp sóng xuân, ai thả hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua. Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em vắng tôi một chiều, bên nước tiêu điều còn hàng nghìn nét dáng yêu, từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru, mùa rơi lá tràn hòa, chim reo thương nhớ, chim ngân xa, hồn mùa ngây ngất về đâu, người đi theo mưa gió xa muôn trùng, lần bước du về bên cũ, tới đây mây núi đồi chập trùng, liễu dương hơ tóc vàng trong nắng, gột áo phong sương, du khách còn ngại ngùng nhìn bên. Sương mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân, ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha, tình vừa qua, sương mênh mông che lấp kín non xanh, ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân, ai tha hương nghe ríu rít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiết tha. Vừa qua.
Trần Thái Hòa và Khánh Ly xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Thưa quý vị, trong những trò chơi Tết đã trở thành một truyền thống, nhất là ở các làng quê, chúng ta thường thấy nào là đánh cờ, kéo co, đá gà, bịt mắt bắt dê, vân vân. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức những giây phút rất vui nhộn đó trên màn ảnh. Lễ hội ngày xuân là cả một bức tranh muôn màu rực rỡ của áo quần lụa là, xóa đi cái vẻ đạm bạc quanh năm trong xóm làng. Từ những nẻo đường quanh co uốn lượn giữa cánh đồng hay trên những dòng kênh nho nhỏ quen thuộc, người người túa ra hớn hở chung vui ngày đầu năm. Những cuộc chơi truyền thống như đấu võ, đánh gậy mà ngay cả các bậc trưởng thượng trong làng cũng không ngần ngại tham gia. Ngày Tết làm sao bỏ được đánh đu, cái thú lãng mạn của tuổi thanh xuân mà nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã tả. Bốn mảnh quần hồng bay phất phới, đôi hàng chân ngọc duỗi song song. Người lớn thì thường trọng chữ thánh hiền, nên thể nào đi chợ Tết cũng phải mang về một câu đối dán trên vách. Vì vậy các cụ đồ lúc nào cũng bận rộn ở các phiên chợ Tết, như thi sĩ Đoàn Văn Cử đã viết. Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. Lễ hội ngày xuân bao giờ cũng là dịp để trai thanh gái lịch gặp gỡ nhau qua những trò chơi mỗi năm chỉ có một lần. Trò chơi dân gian thì nhiều lắm, như bắt vịt dưới ao, bịt mắt bắt dê, leo cầu lấy thưởng, đấu vật, kéo co, đánh cầu, vân vân. Nhưng đơn giản và thú vị hơn cả là bịt mắt đập niêu hoặc đi gập ghềnh trên một cây tre. Phần thưởng tuy chả có là bao, nhưng lại là cơ hội để người tham gia gieo hò và kết giao tình cảm. Sau cùng cũng không thể không kể đến một trò chơi hấp dẫn đám đông là thử thời vận bằng sóc đĩa. Ở nhà thì đánh tam khúc rút bất, ra đám đông thì sóc đĩa chẵn lẻ. Thôi thì cứ tự an ủi bằng câu ca dao: tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Kính thưa quý vị, chùa Hương, Hương Sơn hay là Hương Tích là tập hợp những thắng cảnh thuộc loại đệ nhất mà thiên nhiên đã ban cho chúng ta ở địa phận tỉnh Hà Tây của miền Bắc, gồm có sông, suối, núi, đồi và hang động. Biết bao nhiêu là thi sĩ cận đại cũng như hiện đại, chẳng hạn như là Chu Mạnh Trinh, Nguyễn Nhược Pháp đã đề thơ khi đến thăm động Hương Tích, và Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã gọi nơi đây là Nam Thiên Đệ Nhất Động. Hôm nay chúng tôi dùng chùa Hương làm nền thu ngoại cảnh cho nhạc phẩm Hơi Thở Mùa Xuân của Dương Thụ qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Ngọc Liên.
bay qua vùng trời mùa xuân. Tia nắng từ đâu đến ở, long lanh từng ô cửa mùa xuân. Cho em khát khao anh khi mùa xuân về. Khi mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh. Khi biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh. Mùa xuân. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Tuổi Mùa Xuân của Song Ngọc qua phần trình diễn của bé Xuân Mai. Gọi là con cho con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì.
thời gian làm nhạc phải bao hoa hồng thắm. Em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp. Xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp. Em đi dạo phố phường nghe xuân đơn giản lắm. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp xuân này mùa xuân luôn tươi đẹp mãi. Chim chiến không còn tiếng sáng mãi mãi mừng xuân. Thưa quý vị, nói đến ngày xuân thì luôn luôn là trong mỗi gia đình Việt Nam chúng ta phải nói đến những cái kiêng cữ. Những cái điều kiêng cữ đó thì đôi khi chúng ta không biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đã trở thành niềm tin thì chúng ta không bàn cãi là đúng hay sai nữa. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức một tiểu phẩm chúng tôi thực hiện riêng cho chương trình xuân này. Trong đó quý vị sẽ thấy một vài cái kiêng cữ của ngày xuân. Chẳng hạn như là kiêng không quét nhà đổ rác đi, hoặc là người đàn ông trong nhà thì tránh khi xuất hành đầu tiên mà gặp phải phụ nữ thì lại quay trở vào. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức sau đây. Ngày Tết, nhà nào cũng tấp nập khách khứa, cho nên rác rưởi khó có thể tránh khỏi. Xác pháo, hạt dưa, hoa tàn, giấy gói bánh kẹo thường vương vãi đầy nhà. Người cẩn thận thì không quét nhà, hoặc có quét thì cũng vun vào góc. Tuyệt đối không đổ rác đi, bởi tài lộc sẽ đi theo. Nói đến tài lộc thì một thứ biểu tượng khác là nước, bởi người ta có câu tiền vào như nước. Bởi vậy, ngay từ đêm 30 hoặc sáng mùng 1, chung vại phải đổ đầy nước để đêm nay may mắn quanh năm vào nhà.
ngõ gặp gái là câu tục ngữ, chỉ một đêm xui xẻo khi xuất hành đầu năm đầu tháng. Chẳng ai cắt nghĩa được tại sao, nhưng thôi thì có kiêng có lành, chả cần lý luận, chả cần giải thích. Bao nhiêu thế hệ đã đi qua, người ta cứ nói như thế và tin như thế, thì đặt lại vấn đề để làm gì? Sáng mùng 1, chuẩn bị chỉnh tề, đi chúc tuổi người thân, chợt thấy bóng dáng phụ nữ trước ngõ thì thụt vào cho chắc ăn. Chờ các cô đi khuất mới tái xuất hành, vội vàng làm chi? Nhỡ tình cờ xui xẻo thật thì lại mất công tự trách mình không nghe lời cổ nhân. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Đám cưới đầu xuân của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và nhân nói về chuyện đám cưới, tại vì quý vị thấy rất nhiều những nhạc phẩm cũng như là người Việt chúng ta vẫn thường tổ chức những ngày cưới vào ngày đầu xuân, thì chúng tôi có nhận được, phải nói là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm làm việc mà có một bức tình thư viết mà không phải cho nghệ sĩ mà cho anh Ngạn. Vì vậy Kỳ Duyên muốn anh đọc bức thư đó vì cô ta viết bài thơ rất là hay. Thơ thì không hay nhưng mà đối với tôi nó có ý nghĩa lắm. Thật sự ra thì không phải là viết tới Paris by Night, mà là hôm bữa rồi tôi đi show tại một địa phương, nói đúng ra là bên Chicago. Thì tôi vừa mới đến, từng quý vị cũng biết là tôi đi trình diễn thì bà xã tôi ít khi đi theo, bởi vì đến đây là trình diễn xong lại về. Cho nên cô này, cô ấy tự giới thiệu cô ấy là single mom. Thì cô ấy nói là cái thư này anh Ngạn, ban tổ chức họ đưa cho ban tổ chức chạy lên đưa cho tôi và yêu cầu là khẩn thiết mở ra xem liền. Đó, thì tôi mới đọc thì thấy là hôm nay em có bài thơ thân tặng anh Ngạn, nhân dịp anh đến trình diễn tại đây. Và nếu được thì anh đọc cho khán giả nghe, vì em biết hôm nay anh đi một mình không có mang vợ theo. Thế cô viết như thế này nè: hôm nay nhạc hội tưng bừng, về thành phố gió vui mừng hát ca. Gió thì quý vị biết là Windy City, là Chicago. Thình lình em muốn làm thơ, gửi anh Ngọc Ngạn vài lời tỉ tê. Thân tình em nói anh nghe, hôm nay không vợ, anh về với em. Tại thành phố gió êm đềm, cho anh biết được gái miền tuyết rơi. Về nhà chớ có lôi thôi, mê hồn gái tuyết mà thôi vợ hiền. Xem xong anh phải xé liền, để vợ anh biết thì phiền đến em. Chicago ngày 4 tháng 9 năm 2006. Thưa quý vị, sở dĩ nhận được cái bức thư này từ tháng 9 mà tới bây giờ anh mới đọc, vì chắc anh cũng hy vọng rằng nếu mà chị cũng theo cái tục lệ đó thì ba ngày Tết không đánh anh, phải không? Và cấm không được la hét, không được chửi bới. Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều những cái tục lệ mà trong cái lúc mà nghiên cứu Kỳ Duyên với anh Ngạn kiếm được. Chẳng hạn như là Việt Nam mình thì ngày đám cưới là ngày vui, cười ai cũng vui. Nhưng mà ở bên nước Saudi Arabia thì khác hẳn. Ở bên đó, đó thì họ cho là khi mà mình cười đó, có nghĩa là mình đang chế nhạo. Thành ra đám cưới mình không được cười, phải không anh? Không phải là riêng đám cưới. Đám cưới, ngày lễ, ngày Tết
Và ngay cả ngày thường, khi mình mời khách đến nhà thì không được cười. Bởi vì cười họ cho là mình coi thường hay là giỡn mặt họ. Và có những đám cưới đang chuẩn bị tiến hành, chỉ vì cô dâu hoặc chú rể sung sướng quá mà bật cười lên thì người ta cancel cái đám cưới đó liền. Và trong cái bữa tiệc mình đến ăn nhà ai đó mà chẳng may có một cái chuyện gì đó mình vui quá mình cười đó, họ đuổi ra liền. Đó thì có phải là rõ ràng là mỗi nơi nó có một cái phong tục khác nhau. Cho nên là lại có một nước á, thì khi đưa dâu là không ai cười mà càng khóc to thì càng tốt. Đó, thì mỗi cái phong tục mỗi quốc gia nó khác nhau. Là em hỏi thật anh, 15 năm nay anh mới nhận được một bức tình thư. Anh cảm thấy sao? Tại vì em thấy 3 tháng nay lúc nào anh cũng mang bức thư đó theo hết. Mà nhìn bức thư thì em thấy mở ra mở vô, cái lằn gấp nó đã rất là mòn, chứng tỏ là anh mở ra đọc rất nhiều lần. Thì bây giờ hỏi thật anh đó, anh cảm thấy sao? Câu hỏi câu đó là cô cũng hỏi chơi, chứ quý vị cũng biết là tôi, và nhất là cô Kỳ Duyên làm việc với tôi, là năm nay bước vào năm thứ 15 thì cô đã biết tính của tôi rồi. Lúc nào tôi cũng nhớ lời của ông Andrew Jackson đã nói là thiên đàng sẽ không còn là thiên đàng nữa nếu không có vợ tôi trong đó. Wow. Cái này tôi tưởng các bà vỗ tay, chứ tôi thấy nhiều ông vỗ tay cũng lạ, là vì có nhiều ông nói tôi là tôi lên thiên đàng mà gặp vợ tôi quạo đi chỗ khác. Nên mà tại sao bây giờ tôi nói ra câu này cũng vỗ tay nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, ở đời thì cái chuyện gì nó cũng phải công bằng thôi. Thì về phía phụ nữ cũng vậy. Khi mà tôi nghe nhạc hay là tôi đọc văn thơ thì tôi thường thấy, nhất là trong nhạc, thì tôi hay thấy có cái điều bất công, là người ta hay nói đến cái nỗi bi thương của đàn bà, người ta quên những cái đau khổ triền miên của đàn ông. Là bởi vì tục ngữ Ba Lan nó đã có cái câu là đàn bà thường khóc trước ngày cưới, nhưng đàn ông mới chính là kẻ lặng lẽ khóc thầm sau ngày cưới. Và khóc suốt cuộc đời phải không? Các ông đừng có buồn vì tôi cũng đã khóc 24 năm rồi. Thành thời gian, nhưng mà nó khóc thầm thôi, không ai thấy cả. Thôi thưa quý vị, anh Ngạn là anh kêu Kỳ Duyên lên đây là chỉ hỏi Kỳ Duyên một câu để mà cho anh đính chính thôi. Nhưng mà ngày Tết không được nói chuyện khóc. Bây giờ em đổi đề tài một tí, là thưa quý vị, Kỳ Duyên có đọc cái cuốn magazine của Mỹ. Và đặc biệt ở trong này nó có cái mục nó gọi là Hollywood for Hire. Có nghĩa là nó cho mình biết giá cả của tất cả những người tài tử nổi tiếng, mà nếu mà mình muốn mời họ tới tham dự một cái cuộc party vui, một nhà, cái party ở nhà, hay là mình có một cái công sở nào mới mở mà mình muốn mời họ tới dự để cho nó long trọng hơn. Thì thưa quý vị, đầu tiên Kỳ Duyên đọc đây là những người mà đang hot nhất hiện nay, nổi tiếng nhất hiện nay là Angelina Jolie, Johnny Depp, Madonna hay là Jennifer Aniston, thì họ gọi là priceless, là vô giá. Những người đó giá cao quá, là mình phải make cái deal với họ, mình điều đình thôi. Nhưng mà bắt đầu từ xuống dưới này, Christina Aguilera thì hay là Justin Timberlake thì 250 ngàn, quý vị có thể họ mời tới nhà được. Tết năm nay mà quý vị có cuộc họp mặt nào gia đình mà quý vị muốn mời họ tới thì 250 ngàn thôi. Kế tiếp là 200 ngàn cho Janet Jackson, Britney Spears, Drew Barrymore. 150 ngàn thôi, bắt đầu em thấy rẻ rẻ rồi đó. Jennifer Lopez, Jessica Simpson hoặc là Sarah Jessica Parker. Tới 100 ngàn là quý vị có thể mời được Paris Hilton, Scarlett Johansson. Lần xuống đây, cái giá đó thì cũng hơi mắc thôi. Bây giờ em bắt đầu 25 ngàn. 25 ngàn em thấy có vẻ mình có thể làm được, là Nicky Hilton, là em của Paris Hilton. Và xuống nữa 20 ngàn là Tori Spelling. 15 ngàn là Kevin Federline, là chồng của Britney Spears. Sao em thấy mãi mà giá nào, em muốn đọc thử coi có cái giá nào bằng giá anh Ngạn không, mà em vẫn chưa thấy tới bằng giá anh Ngạn. Để em tiếp tục xuống nữa coi. 5 ngàn đồng là reality show, là có những cái show mà nó quay về cái cảnh thực tế đó, chứ không phải là cảnh set up. Nhưng mà 5 ngàn đồng là reality show, là những cái show đang nổi tiếng. Vẫn chưa tới giá biểu của anh Ngạn. 1 ngàn đồng reality show mà không nổi tiếng. Cái này thì em thấy thua anh Ngạn. Tại thưa quý vị, có 1.200 là quý vị mời được anh Ngạn tới nhà ngay. Congratulations anh. Anh cũng top hơn một cái list của Hollywood rồi. Em tìm mãi em mới thấy là anh hơn được những người đóng trong reality show mà cái show đang ế sắp bị cancel. Kính thưa quý vị, là chắc quý vị cũng nhớ là trong hai cuốn Xuân, tức là Xuân Tha Hương và Tết Khắp Mọi Nhà,
thì chúng tôi đều cố gắng giới thiệu tới quý vị những vở kịch mang cái nét văn hóa của Việt Nam. Kịch thì quanh năm chúng ta coi nhiều, nhưng mà có những màn tấu hài, những kịch xã hội ở bên Mỹ, mà đặc biệt là hễ xuân về thì chúng tôi muốn gửi gắm tới quý vị những cái màn kịch nó mang vài cái nét về truyền thống của dân tộc. Chẳng hạn quý vị đã coi Thầy Bói Mù do Hoài Linh và Phi Nhung, quý vị lại coi Người Ăn Mày do Hoài Linh với lại Trang Thanh Lan. Thì năm nay chúng tôi gửi tới quý vị cũng một vở kịch mà dựa trên một câu chuyện quá quen thuộc mà có lẽ là thế hệ nào chúng ta cũng biết. Thưa quý vị, ai cũng biết là Tuồng Quan Âm Thị Kính. Thì trong cái vở kịch đó thì cái vai Thị Kính lại không phải là vai mà được chú ý nhiều, mà là vai Thị Mầu, là một cái vai tính cách nó làm nổi bật cái sứ mệnh của Thị Kính. Thì hôm nay chúng tôi chú ý về Thị Mầu và chúng tôi đặt tên nó là Nỗi Oan Thị Mầu. Thì thưa quý vị, là chúng ta nói về Thị Mầu là sao? Là thưa quý vị phải lùi trở lại thời trước. Thì ở trong một làng quê Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, thì quý vị cũng biết rằng là có một nhân vật gọi là thằng Mõ. Thằng Mõ là coi như là một cái người cùng đinh, là cái giai cấp thấp nhất của cả làng, không còn một người nào thấp hơn. Tức là cái người có thể là vô gia cư, vô nghề nghiệp, mà làm những công việc do làng sai khiến. Thì tại sao gọi là thằng Mõ? Là bởi vì phải cầm cái mõ đi giao. Ngày xưa thì chúng ta cũng không có những cái phương tiện giao thông như là truyền hình, truyền thanh, báo chí như bây giờ. Mà có cái việc gì trong làng thì thằng Mõ phải cầm cái mõ đi, vừa gõ vừa giao khắp làng để báo tin cho cả dân làng biết. Đó là tục lệ thứ nhất. Tục lệ thứ hai nữa là ngày xưa có cái điều mà chúng ta gọi là ăn khoán hay là làng bắt vạ. Làng bắt vạ có nghĩa là trong làng có một cô gái chưa có chồng mà không may chửa hoang. Thì cái tục bắt vạ là phải làm tiệc đãi cho cả làng ăn. Thế làng đó 1.000 người, từ đứa bé ấm ngửa trở lên, là cái cô gái đó, cha mẹ cô gái đó, gia đình cô gái đó có khi phải bán nhà bán cửa để mà làm một cái bữa tiệc, gọi là mời tất cả dân làng ra ăn khoán. Xong rồi đó thì mới về nhà mà có thể là có bầu để sinh đứa con mà không biết chủ là ai. Thì cũng có những làng cái lệ nó khác, là nếu cái cô gái chửa hoang đó mà tố cáo được cái người mà đã làm cho cô ta có bầu, thì làng chỉ bắt cái anh chàng đó phạt đi tù, hoặc là phạt gì đó, làm những công việc sai dịch ở trong làng. Còn cô gái đó thì cái hình phạt nó nhẹ hơn. Nhưng mà cũng có những cái lệ làng mà chúng ta thấy rằng ngày xưa chúng ta nói là phép vua thô lệ làng. Bởi vì cái lệ làng nó rất là khắt khe mà vua không có can thiệp gì cả. Mà cái đó nó cũng tạo nên một cái hủ tục trong xã hội, là vì có cái nạn ăn khoán cho nên là nhiều khi dân làng hay là các chức dịch trong làng lại vui mừng vì lâu lâu mới tóm được một cô chửa hoang để mà bắt cái cô đó đãi tất cả làng ăn và hạch sách đủ các cái điều, như là vở kịch mà chúng tôi sẽ cống hiến quý vị sau đây. Thì thưa quý vị rằng là năm ngoái thì chúng tôi làm hai vở kịch, năm nay chúng tôi làm một vở kịch nhưng mà có thể là chi tiết hơn và dài hơn một chút. Thưa quý vị, Nỗi Oan Thị Mầu với các diễn viên Chí Tài, Hoài Linh, Kiều Oanh, Lê Tín, Kiều Linh và Nguyên Chi. Quái nhỉ, đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng Mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng Mõ! Thằng Mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây? Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ, con là Đốt, vợ của Mõ đây.
Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó gia đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang Quảng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên chó lại mặc váy lĩnh, gớm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi đánh golf là đánh cái gì? Nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh golf là đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi giời ơi, sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá vậy? Đấy, thế mà ông... Cụ sao thế? Cụ sao thế? Cụ sao thế? Tỉnh rồi. Sao thế? Không, cụ mày lâu lâu lại có cân chuyển. Thế hả? Thế, thôi chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Cụ gác chuyện làng sang một bên đi, gác chuyện làng sang một bên. Gớm, từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mó, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mó đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Gớm khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng đấy. Này, có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Gớm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợp tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy, hiểu? Cụ... Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ. Vợ thằng mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết, cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng, nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả. Miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 cũng như số 10, gớm khổ. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên trong mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ sẽ cứ dê con. Cấm một, ô cụ ra này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày làm gì mày la to thế hả? Này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Gớm khổ. Này, dạ. Mày có biết con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà.
Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp, cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ, người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm, cái nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ấy cụ. Con Thị Màu đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. À, ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế Mỹ mày tên gọi gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À, qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay nhỉ? Thế đâm ra hay, tự dưng mày mở lên lại nghe chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày là mõ hay tao là mõ? Tự dưng trong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đi nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Để bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Ê, dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mũi máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đốt đấy ạ. À. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, à, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Lắm khổ. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên này. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. À. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Màu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ, hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Màu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi.
Thế là đời nát bét, dành dụng suốt kiếp, chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm với tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con thị màu chứ tao không cho gọi con thị lỡ. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con màu nhà tôi đến đây. Đâu? Con màu đâu? Màu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu con vào liền. Nói đi anh, đừng làm tình bạn. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay vậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó. Ta bảo, mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử, đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố, thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Màu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Màu, anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Màu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông gõ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Trời ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào? Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chị riêng mày, mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Màu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Màu, 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 dạ, con qua đây, con không qua đây. Là nữa hả, từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày, nhưng còn mà đây là được. Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi, mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ mà con nói bố nghe. Bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là giật dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Màu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại, nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn hả? Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giấc người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lạy mày. À dạ thưa. À, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lẽ làng. Đó. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay không chữa. Em mở hàng có chữa đầu tiên đó hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ, không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi. Trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này.
Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử lẹ lẹ đi. Còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi đó, thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Bác. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn rồi. Trời ơi. Ờ, đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm được gì bà cầm đây. Cái hồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã? Đó tay ông. Đỡ phụ cái. Ôi trời ơi. Tiên sư nhà mày chứ. Không, nhẹ không còn cái búa nào à? Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm thế cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à? Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mà nói chưa qua Nga nha. Nói qua Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng kìa hồi nhỏ đó. Hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc luôn. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè. Nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt á. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép nhỉ? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai ấy, mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu. Nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc đó. Tao ơi, mày cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đau. Cái giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Thôi thế thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi, con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ, mày coi đây này. À, đừng ba ơi. Trời ơi, sang xuân nay nhiều tiền. Ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi, đừng mà. Mày đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp ba cái gì? Đừng. Đây, đây, mà coi đây. Trời ơi, hết hồn chưa. Trời ơi, sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người. Mà 10 người một thồi vị trí là 180 thồi. Xin lỗi đi, thồi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó. Nó ăn một muỗng, nó uống 80 ngụm nước, nó loài bụng, nó là bụng đâu nữa ăn. Thế muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao? Này. Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh. Ừ. Menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dồi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert dịch Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có lo ba, đừng có lo. Trời, mấy ông tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con.
Con hơi thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, ác bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, Chánh, em nhiều boyfriend lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thầm mà. Ông xã ơi, bé màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sắp sắp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá chỉ đại được không? Con thông minh quá đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con mình thoát nạn. Nè, cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó chọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt cho với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, á thằng năm hổng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải dạ. khai cho đúng người. Dạ. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên đây. Ờ đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một năm đi. À. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. À, cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mà nóng rồi. Mũ đêm. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây, con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao tình khúc chiều mưa nguyện anh trình. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày làm bầm, mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Mau, ta bảo. Chứ sư con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dữ hẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò. Này, dạ. Cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, ơi trời, đấy, đấy. Lúc đó con mắt nó liêm diêm rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi, hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi, con không nhớ rõ để con không phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi, đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng tá to cao mặt tròn như cái nguyệt, có râu bạch kim, có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con Mau,
tao có thù gì dòng họ nhà mày. Mày đỡ hại tao. Thằng nào ăn nắp bắt tao đổ vỏ hả? Mấy chi tao có chấm bút gì tao mới gồng mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à. Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ tao cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiên An! Khoan! Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan! Gì vậy? Khoan! Gì vậy? Khoan! Các người đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. You know? Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi quốc ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em, giống như trong tuần người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay quá anh ơi, trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Bậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nói. Em Màu. No. Em hãy ráng. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi. Dạ. Sao cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chúc nữa tôi lăn hay gì. Trời ơi, con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh, ráng ở tù nha anh. Xong cố gắng rồi. Ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tuyên án! Quan! Chuyện các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hối, ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó, bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời ơi. Mày đang đỡ cái búa sao mày phải thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em Màu. Dạ. Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Kéo con tao mày. Tuột mấy tao bây giờ. No. Nghe anh nói nè. No. Xin hãy hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Ngày mai ta đã xa nhau thật rồi. Cô cháy. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha.
Cấm mồm, cấm mồm. Tiên sư chúng mày bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em mau. Khi mà quý vị nghe cái tựa đề của bài hát này thôi thì Kỳ Duyên biết chắc rằng quý vị có thể đoán được đó là loại nhạc gì. Thưa quý vị, nhạc phẩm mang tựa đề Một nét ca trù ngày xuân của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Trần Thu Hà. Ah,
Thưa quý vị, phải nói rằng là rất ít khi Kỳ Duyên được nghe ca trù, mà nhất là với một cái hòa âm rất mới. Anh Ngạn có biết thêm gì về ca trù hay là xuất phát từ đâu? Thưa quý vị, chúng tôi đã có nhiều lần thưa quý vị, ca trù là điệu hát có thể nói là đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Là từ khoảng thế kỷ thứ 10, nhưng mà ngày nay thì chúng tôi đọc các tài liệu thì các nhà văn hóa, nhất là miền Bắc đang lo lắng là cái môn này nó sẽ bị mai một đi, bởi vì không còn được giảng dạy ở trong các lớp nhạc chính thức. Thì quý vị cũng nhớ rằng là ca trù là nó xuất phát từ cửa đình, tức là lúc đầu là hát để mà tế thần, tế lễ, tức là dân gian. Về sau thì nó vào trong cung đình, nó biến thành từ cửa đình vào cung đình. Và trong cung đình thì trong triều có rất nhiều người say mê, chẳng hạn đời nhà Trần, Trần Nhật Duật hay là Trần Ý Ích Tắc đều lập những cái ban ca trù riêng cho cái phủ của mình. Và mãi cho đến đời Lê Thánh Tôn, vua Lê Thánh Tôn vì là một nhà thơ, ông lập Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú thì ông yêu văn thơ, thì bây giờ đó ông tống hết tất cả những cái đoàn hát ở trong cung đình, ông bắt giải tán và không được trình diễn trong cung đình nữa. Lúc đó thì các đoàn ca trù lại trở về với dân gian. Thì chúng ta còn nhớ rằng là chúng tôi có lần thưa quý vị là cái nhạc cụ đầu tiên mà căn bản để mà đệm cho ca trù là đàn đáy. Đàn đáy sự thực là một cái đàn mà cái cần của nó, cái thùng đàn của nó là hình thang hoặc hình chữ nhật, gọi là đàn đáy nhưng nó không có đáy, nó chỉ có 3 dây mà thôi. Cái đàn đáy đó thì chúng ta cũng nhớ là chúng ta đọc trong cái huyền thoại là Đinh Lễ một hôm vào trong rừng, có người thì gọi là Đinh Dự nhưng mà đại đa số các sách nói là Đinh Lễ một ngày vào trong rừng thì gặp hai ông tiên đang đi lạc lang thang trong rừng, thì gặp hai ông tiên. Thì quý vị nhớ là cô Kỳ Duyên có nói ngày xưa vào rừng hay gặp tiên lắm. Thì vào rừng gặp hai ông tiên thì một ông đưa cho cái kiểu, một cái kiểu cây đàn, và một ông đưa cho cái miếng gỗ của cây ngô đồng. Ông về ông bảo chế cây đàn này. Thì Đinh Lễ về chế cây đàn và nó trở thành một cây đàn huyền diệu. Là khi anh ta ở trong rừng, anh ta gảy tiếng đàn lên thì hàng trăm hàng ngàn con chim bay xuống hót líu lo chung quanh. Anh ta ra bờ suối, anh ta gảy một tiếng đàn thì bao nhiêu con cá tôm ở dưới lao lên bờ hết. Tức là rõ ràng là tiếng đàn nó quyến rũ đến nỗi mà chim sa cá lặn như vậy. Thì dân làng kéo đến nghe, dân làng kéo đến nghe để đồn nhau là cái tiếng đàn nó hay quá. Thì đến tai ông quan huyện ông kêu đến. Thì ông quan huyện lúc đó thì chúng ta cũng biết là có một cô con gái 19 tuổi tên là Bạch Hoa, tiểu thư. Mà dĩ nhiên là con quan huyện mà trong chuyện bao giờ cũng phải là người đẹp tuyệt trần. Nhưng mà bị câm không nói được. Bỗng nhiên nghe tiếng đàn cái bật lên nói được. Thế cho nên là từ đó, đó thì hai người Đinh Lễ và Bạch Hoa trở thành cặp song ca, ôm cây đàn đi khắp nơi và trình diễn. Thì dĩ nhiên đó là cái câu chuyện mà người ta nói về lai lịch của cây đàn đáy để đệm cho những cái nét ca trù. Vâng thưa quý vị, sau đây để sửa soạn cho một cái màn rất đặc sắc, quý vị tưởng tượng chúng ta đang ngồi ở cung đình và tất cả 10 thiếu nữ mà quý vị sắp gặp là 10 cung phi đẹp nhất trong cung đình. Mà đặc biệt họ còn biểu diễn 10 chiếc áo do hai nhà vẽ kiểu mẫu là Tường Khuê và Cao Vân Hiệp. 5 chiếc áo đầu sẽ do Tường Khuê design và 5 chiếc áo sau của Cao Vân Hiệp. Trong một liên khúc hai bài Chiều Xuân và Thì Thầm Mùa Xuân của Ngọc Châu. Xin mời quý vị đón chào 10 ca sĩ trẻ đẹp của chúng tôi là Tú Quyên, Minh Tuyết, Hà Phương, Bảo Hân, Loan Châu, Hồ Lệ Thu, Tâm Đoan, Thanh Trúc, Hương Thủy và Loan Châu. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Thank you.
trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em. Cũng xin giới thiệu thêm với quý vị một chi tiết nhỏ nữa là những chiếc áo mà do năm cô sau của Calvin Hiệp design là những cái vải là do Nancy Lee vẽ lên áo. Anh Ngạn à, em chỉ thấy là trên sân khấu mới có 10 cô mà em thấy cả một cái sân khấu nó rực rỡ và vui nhộn, thì em không thể tưởng tượng được là hồi xưa ở trong cung đình vua mà có cả ngàn cung phi mà ai cũng đẹp, mà ai cũng tha thướt đi ra đi vô, thì quý vị tưởng tượng làm vua sướng thật hả quý vị à? Thảo nào có 20 tuổi, 30 tuổi chết hết rồi. Được cái này mất cái kia là phải đền bù. Nhưng mà anh,
Sẵn đây bây giờ không có nói chuyện ngày Tết tạm ra một bên, anh có những cái huyền thoại gì về những vị vua không, mà nhất là huyền thoại mà nhiều vợ hay nhiều con hay là những cái chuyện gì trong cung cấm không? Vua thì đương nhiên là nhiều vợ rồi, đâu có phải là huyền thoại, đó là sự thật. Tôi chỉ nhớ được là rõ ràng nhất là Đường Minh Hoàng mà mê Dương Quý Phi đó là 40.000 cung phi. Wow. Thì quý vị tưởng tượng là 40.000 cung phi thì cái tiền mà nuôi ăn rồi này kia mà dân chúng phải góp tiền nai lưng ra phục dịch nó cỡ như thế nào. Và dĩ nhiên là trong 40.000 người đó thì chỉ có một mình Dương Quý Phi là được sủng ái. Cho nên là Dương Quý Phi lúc đó đó, hễ mà thấy cô nào xinh đẹp có thể là mối đe dọa cho mình đó, là Dương Quý Phi lén đẩy những người đó đi ra xa để không có gặp Đường Minh Hoàng. Còn chúng ta cũng biết là vua Minh Mạng thì của chúng ta thì có 142 người con. Và vua Tự Đức thì có 105 vợ nhưng lại không có người con nào. Và vua Minh Mạng thì trong một năm mà nước Việt Nam chúng ta bị hạn hán thì có những người cố vấn, những người triều thần nói với ông là có lẽ là do tại cái âm khí của trong triều đình nó nhiều quá, vì phụ nữ nó đông quá, cho nên là vua nghe lời và vua thả cho mấy trăm cô về quê lấy vợ để mà giải cái hạn hán. Lấy chồng, xin lỗi. Bây giờ chúng tôi trở lại chương trình để gửi tới quý vị một nhạc phẩm nổi tiếng mà quý vị thường nghe trước năm 75, Đầu Xuân Lính Trúc của Tấn An và Hoài Linh. Thưa quý vị, với sự phụ diễn của các vũ công, mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình, và mùng ba anh chúc đôi mắt em xinh, má em hồng nét xuân mãi trong lòng anh. Từ ngoài hiên anh vừa về đến, đôi lời chiều mến chân thành chúc em đầu xuân. Non vương mầm xanh mới đón xuân thắng trong niềm vui, hương xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói, tương lai lên màu như áo ngày cưới, xuân sang muôn người thấy vui. Người yêu lính nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không ngừng, vì như thế năm ngoái sai hứa với em, Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình, và mùng ba anh chúc đôi mắt em xinh, má em hồng nét xuân mãi trong lòng anh. Từ ngoài hiên anh vừa về đến, đôi lời chiều mến chân thành chúc em đầu xuân. Non vương mầm xanh mới đón xuân thắng trong niềm vui, hương xuân giao hòa nhân thế đẹp mãi, xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói,
lai lên màu như áo ngày cưới. Xuân sang muôn người thấy vui, người yêu lính nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không ngừng. Vì như thế năm ngoái sai hứa với em, Tết không về chắc em ghét anh nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Kính thưa quý vị, trên quê hương của chúng ta có tất cả 55 sắc dân cùng chung sống. Ngoài người Việt thuần túy mà chúng ta thường gọi là người Kinh, thì chúng ta có nhiều sắc dân, chúng ta gọi là thiểu số hoặc là dân tộc ít người. Và phần lớn họ cùng đón xuân giống như người Việt chúng ta. Và đặc biệt là ý nghĩa của việc đón xuân cũng cùng với ý nghĩa giống như người Việt. Sau đây chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh của các sắc dân thiểu số sống trên quê hương chúng ta cùng đón Tết Việt Nam. Người Mông với dân số khoảng 300.000 tập trung phần lớn ở Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, lan vào tới Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng chủ yếu là tỉnh Hà Giang. Như câu ca họ thường hát với nhau tự nhận huyện Mèo Mạc là tổ ấm của họ. Người Mông có bản chất lạc quan, lưu truyền nhiều chuyện cổ và hàng loạt dân ca rất phong phú. Lễ hội mừng xuân của người Mông thường diễn ra trên bãi đất trống, người người khắp nơi kéo về để hát sướng và thi tài thi sắc. Riêng trong một gia đình thì ngày xuân, người Mông tin rằng chẳng những kẻ đi xa trở về đoàn tụ, mà cả người đã khuất cũng quay lại dương gian sum họp. Nhà nào cũng giã bột làm bánh dày, tục lệ cúng tổ tiên thì lấy máu gà bôi lên vách, lên bàn thờ, ở đó có ba ống. Một để thờ tổ tiên, hai là thờ thần quản gia, ba là thờ thần thuốc, cầu sức khỏe tránh bệnh tật. Người Dao có mặt tại nước ta từ đời Lý khoảng thế kỷ 13. Ngày nay lập cư đông đảo ở tỉnh Vĩnh Phú. Trang phục của họ thường là màu đen. Họ đón xuân tùy theo hoàn cảnh gia đình trong năm cũ. Nếu trong năm gặp may, mùa màng thu hoạch trọn vẹn, thì ý nghĩa của Tết là tạ ơn thần thánh và tổ tiên. Còn nếu trong năm bất hạnh, người nhà ốm đau, gia súc bị dịch tễ, thì ý nghĩa đón Tết lại là để cầu may cho năm mới. Vì trong ngày hội người Dao thường nhảy múa, nên cũng gọi là Tết nhảy. Tết nhảy xuất phát từ ý niệm tưởng nhớ các vị tướng quân và dũng sĩ ngày xưa chiến đấu bảo vệ bản làng. Sau một thời gian quá mệt nhọc, họ được nghỉ ngơi và vui chơi, ăn uống. Vì vậy người Dao bày cỗ bàn cúng Tết rất linh đình. Có khá nhiều dân tộc tổ chức lễ cơm mới giống như người Việt ăn Tết Nguyên Đán. Điển hình là dân tộc Thái ở Hòa Bình với những cô gái nước da trắng và trang phục màu sắc tươi sáng. Họ thường ở nhà sàn và có mức sống văn minh khá cao. Các cô tụ tập ca hát để mở đầu lễ hội. Khi cây nêu được dựng lên ngày xuân, chính là để xua đuổi ma quỷ và bắt đầu một năm mới. Bánh chưng gói nhỏ bằng lá dong, hai cái úp vào nhau, theo lý thuyết âm dương, lưu truyền từ ý nghĩa phồn thực từ ngàn năm xưa, mong cho dòng giống tồn tại và phát triển không ngừng. Cỗ bàn ngày Tết hay đúng hơn là lễ cơm mới thật là linh đình thịnh soạn, tượng trưng cho sự phồn vinh sung mãn mà người Thái hy vọng trong năm mới.
ở vùng Việt Bắc còn có những sắc dân cử hành ngày Tết nhằm cầu đất trời cho mùa màng tươi tốt. Họ cũng giết lợn, dâng cúng rồi vui xuân bằng những phong tục xa xưa, chẳng hạn như cả làng tập trung ra cánh đồng rộng để xem chọi bò, coi đó là một nét văn hóa đặc thù không thể thiếu sót trong ngày lễ hội. Thưa quý vị, chúng tôi mời nam ca sĩ Chế Linh trở lại là bởi vì Tết có câu hỏi phải đặt ra với anh. Chế Linh ơi, thì ai cũng biết là trên nước Việt Nam chúng ta có 55 sắc dân. Trong đó thì người Việt chúng ta gọi là người Kinh, cùng với là các sắc dân khác, và trong đó thì sắc tộc Chàm là một sắc tộc rất là quan trọng, gắn bó với văn hóa Việt Nam rất nhiều. Như vậy thì người Chàm đón Tết như thế nào? Có đón Tết giống như Việt Nam không? Thưa anh Ngạn và thưa tất cả quý vị, người Chàm mà đâu có mùa xuân, đâu có Tết đâu. Chỉ ăn Tết hùa với Việt Nam thôi à? Vậy ngày Tết nghe nói trong sách cứ nói là lễ KT với gì là Tết làm sao? Nó có một số những cái hiểu lầm. Cứ tưởng là lễ KT đó là cái Tết Chàm, tại vì cái lễ hội đó quá lớn. Thật sự là trong một năm thì là có 4 năm lễ hội lớn của Chàm. Là chẳng hạn như là đầu năm vào tháng 4 của chúng ta đó, tức là tháng giêng của Chăm lịch, là ăn mừng, gọi là lễ hội ăn mừng đầu năm, không có phải Tết, và tất cả mọi người đều phải ăn mừng, coi như mừng trọn một năm hoàn toàn để đón mừng cái năm mới. Nhưng mà có làm lớn như người Việt Nam không? Tức là giết gà giết vịt mừng tuổi rồi? Không có cái đó, nhưng mà chỉ có làm lễ để cho tới, để mà cầu nguyện cho cái năm mới thật là bình an và trọn vẹn. Còn có một số những cái lễ hội khác, chẳng hạn như KT mà anh Ngạn vừa mới nhắc, thì thường thường là những người Việt Nam chúng ta chỉ biết là ngày KT mà thôi. Đó là Richa Nukal, tức là cái lễ hội rất lớn, là quan trọng, vô cùng quan trọng, là nói về dương, tức là về nam giới. Tức là lễ mừng đàn ông. Mừng đàn ông, tức là chúc cho đàn ông và ca ngợi những người đàn ông, tức là về phía nam đó, làm những cái việc mà người phía nữ không làm được. Chẳng hạn vậy như là... Vậy thì có lễ mừng đàn bà không? Người Chàm chúng tôi thì không bao giờ quên cái việc đó. Hễ có dương thì phải có âm, mà hễ có âm thì phải có dương. Nó cho nên á, có cái lễ hội dương thì là nằm vào tháng 7 Chăm lịch, tức là đầu tháng 7 của Chăm lịch, là thuộc về tháng 10 của chúng ta. Còn về nữ, có những cái lễ hội này cũng lớn lắm, để mà ca ngợi những người đàn bà, là những người đàn bà cũng có công rất lớn đối với vương quốc Champa, đại khái vậy. Như vậy thì đối với Chế Linh là lễ mừng đàn bà quan trọng hơn hay là đàn ông quan trọng hơn? Tội nghiệp tôi. Tôi thấy cái nào cũng quan trọng hết, nhưng mà tôi thấy đàn bà quan trọng hơn đối với tôi. Tại vì tôi khi mà tôi lớn lên thì tôi biết là cái sự sanh đẻ của người đàn bà rất là đau đớn. Và mẹ tôi rặn ra để mà sanh được ra tôi, mà mang cái hình hài này, tôi thấy rằng cũng kinh khủng lắm. Cho nên tôi thương rất nhiều về cái hoàn cảnh. Và tôi ca ngợi cái việc mà cái lễ hội để mừng, để mà ca ngợi những người phía nữ. Tôi thấy cái đó là rất là cần thiết. Như vậy thì tóm lại là ngoài cái lễ mừng đầu năm, thì hai cái lễ hội quan trọng nhất của người Chàm theo như lịch Chăm, tức là lễ hội mừng đàn ông, tức là dương, và lễ hội mừng đàn bà là âm. Là âm. Thế còn ngoài ra thì còn lễ hội gì nữa không? Tức là, nhưng mà những cái lễ hội đó nó có những cái phong tục lớn, như là người Việt Nam chúng ta, tức là mừng tuổi, chuẩn bị giết gà, giết vịt, rồi chúc tụng này kia, nó có giống cái này hơn, cái này kinh khủng lắm. Người Việt Nam chúng ta đó, ăn Tết chỉ là từng nhà riêng biệt mà thôi. Còn người Chàm chúng tôi ăn Tết phải ăn chung, từ ở trên các rừng núi và các nơi khác cũng đều tụ về một nơi đó để mà ăn Tết. Mà ăn, không phải ăn Tết, mà ăn mừng cái lễ hội KT đó. Lễ hội KT này nó quan trọng để mà ca ngợi những người đàn ông mà.
gọi là ra sức lực để làm mọi sự việc mà người đàn bà làm không được. Mà người đàn bà thì người đàn ông muốn bảo vệ những người đàn bà ở nhà, cho nên phải có cái lễ của bên nữ giới. Và cái việc mà anh Ngạn nói đó, thực sự là cái lễ KT, nếu mà quý vị thường thấy như mỗi năm thuộc về vào tháng này, bây giờ đang Việt Nam đang ăn lễ KT, đang ở Việt Nam. Và cái ngày này là cái ngày mà quan trọng nhất mà kéo dài cả tháng lận. Cảm ơn Chế Linh rất nhiều. Chế Linh đã cho chúng ta biết được một vài cái nét văn hóa đặc thù của dân tộc Chăm, tức là người Chàm, mà từ lâu nay chúng ta chưa được biết. Một lần nữa xin cảm ơn Chế Linh. Và bây giờ thưa quý vị, gần như mỗi chương trình xuân nó có những cái bản nhạc nó gắn liền với văn nghệ Tết mà chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta không thể quên được, hay là nhắc đến xuân là chúng ta nhớ. Chẳng hạn như là Xuân Này Con Không Về của Trịnh Lâm Ngân. Thì thưa quý vị, bản nhạc đó thì rất nhiều ca sĩ hát thành công, mà một trong những người hát rất thành công là Chế Linh. Nhưng mà bây giờ thì thế hệ trẻ hơn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu Xuân Này Con Không Về với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Con biết bây giờ mẹ chớ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yến vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe son. Không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng. Không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà.
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm mẹ thương con. Xin đợi ngày mai. Thưa quý vị, xuân này con không về. Bài hát quen thuộc chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu lần và qua biết bao nhiêu giọng ca. Nhưng mỗi lần nghe đều vẫn thấy bồi hồi xúc cảm, nhớ những kỷ niệm của mùa xuân tại quê nhà. Và bây giờ chúng tôi lại hân hạnh giới thiệu tới quý vị một bài tango quen thuộc nữa, cũng đưa chúng ta về dĩ vãng của những ngày Tết. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Mộng Lành của nhạc sĩ Hoàng Trọng qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Loan Châu. Tràn dâng nắng mới, từ trời mừng say gió tới, ngàn đóa hoa bừng chào đời. Từng bầy én trông đẹp mùa màng, vườn cánh vui đùa nhịp nhàng, hòa tiếng chung tình nồng nàn. Có riêng một mình ta với bóng, không hẹn gần ai ấm cung, mà chẳng nghe lòng lạnh lùng. Chưa một lời là hiến ta chọn cuộc đời, thề ước đem tình sánh vai. Chờ ta chấp nối, nhưng nào hồn ta dám nói, vì muốn duyên còn đẹp hoài. Vì tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ, thầm ước mơ rồi ước mơ. Gần ai ấm cung mà chẳng nghe lòng lạnh lùng. Vì người ấy luôn chờ một lời là hiến ta chọn cuộc đời, thề ước đem tình sánh vai. Ta ấy tơ đồng chờ ta chấp nối, nhưng nào hồn ta dám nói, vì muốn duyên còn đẹp.
hẹp hoài. Vì tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ thầm ước mơ rồi ước mơ. Vì tình ấm không là tình hoa, mà ấm khi lòng còn chờ thầm ước mơ rồi. Kính thưa quý vị, ngày Tết là chúng ta phải có táo quân. Tại vì nói đúng ra là táo quân là mở đầu cho cái thời gian bắt đầu bước vào Tết. Tại vì ngày 23 tháng Chạp, còn một tuần nữa thì mới đến là ngày chính Tết. Thì gần như là nếu không có ông táo ra thì chúng ta thấy nó thiếu cái gì trong chương trình văn nghệ mừng xuân. Cho nên chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Xin quý vị dành tràng pháo tay cho táo quân Chí Tài. Táo Mập xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đầu năm xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Ủa, mà sao kỳ quá, giờ này sao chưa thấy thằng cha táo ốm tới kìa. Mập ơi à? Mập ơi, sao đi nhanh quá vậy trời ơi. Ngọc Hoàng Đại Đế Gia Lâm. Đại đế đâu ông nội, tôi táo ốm nè. Ủa? Ý sao kêu Ngọc Hoàng Đại Đế? Sao bận đồ vàng tưởng là vua? À, bậy bạ, đâu phải ai bận đồ vàng cũng vua. Ha, chào chú Ngạn. Ừ. Trời ơi, chú ơi, con nói ông này ông ăn hơi nhiều, thành thử ông chạy nhanh hơn con. Con đi chậm quá, sao chuẩn bị xó sách tới đâu rồi? À, cũng gấp quá, thì báo giờ chót rồi đó, cũng ngắn gọn lắm. Bây giờ ông đọc trước đi. Tôi cũng viết được mới có vài chữ thôi. Chú, làm ơn chú là nhà văn, chú nghe giùm thử coi như vậy được chưa? Con mới viết được vài chữ thôi, lát nữa lên máy bay viết nữa. Ừ. Nói về cái gì đó? Nói về tình hình văn nghệ thôi. Ồ. Bình thường nghe chú nghe coi có đúng không? Chắc tình trạng này chú cũng bị rồi. Ủa đâu phải, cái này là hình như ông bóc lộn của tôi rồi. Chết rồi. Cái kia của tôi. Ai biết? Cái này đây nè. Trời ơi, chữ tôi biết mà. Tôi đây là táo đại diện cho thiên Nga. Mọi chuyện năm qua tôi đều biết hết. Trung tâm hơi mệt vì chuyện băng sang. Làm tốn bạc ngàn mà thâu vô bạc cắt. Đúng không chú? Ca sĩ tất cả bật vì cái chuyện chạy xô dầu xa. Ở mô cũng đều nhận hết. Chạy mệt gần tới đó còn bị giật tiền. Chắc kia liền liền mà không có tiền. Báo chứng cái mà báo chứng nó ký chắc quá trời mà không có tiền. Tôi đây cũng hưng đâm thọt vài câu, nghĩ cũng phát rầu chuyện đời nghệ sĩ. Có chuyện vừa nghĩ họ đồn đụng xe, mới vừa cặp kè đồn lên có chữa. Nghĩ hát vài bữa bị đồn hết thời, lâu lâu chơi bời đồn rằng trác tán. Nghĩ thật buồn chán nhưng vẫn ráng cười. Chúc mùa xuân tươi nhà nhà hạnh phúc. Hạnh phúc cái mà hạnh phúc quá. Mới viết được có mấy câu thôi chú, bây giờ lát nữa lên mấy bài viết tiếp. Khoan, tôi thắc mắc tại sao ông lại bận quần dài? Táo quân là phải bận quần ngắn. Táo quân là bận quần ngắn. Tại sao bận quần ngắn? Tại tôi là táo mới, ông là táo cũ. Lửa nó cháy hết quần rồi. Lầm rồi. Cái quần này thì tôi đi gấp quá, tôi lấy lộn quần của bạn Kiều. Hèn gì nó ngắn như vậy. Quần dài đó. Chú, sẵn dịp năm mới cầu chúc cho mọi người được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Chúc cho mọi người sang năm mới phát tài, mua băng thì mua băng thiệt, đi coi hát thì coi như nhiều nhiều cho bầu show nó khỏi giật tiền. Con này nghe quen quen. Ủa, cháu cũng bị giật tiền thật hay sao? Dạ bị rồi. Dạ không phải, táo ôm không bị mà táo mập bị là ảnh hưởng không à. Ủa, lúc đầu, thưa quý vị, lúc đầu này thì hai ông táo này đã có một cái dự định đóng vai là hai ông táo. Quý vị biết là táo thường thường người ta đại diện quốc gia, thì táo Tây, táo Tàu nó nhiều lắm. Thì Chí Tài là táo Mỹ. Dạ, yeah. Apple. Apple, áo Mỹ. Tại vì tương đối là ăn uống nó no đủ. Còn Hoài Linh lúc đầu là đóng vai là táo Bắc Hàn. Thì tức là ăn uống nó ít lắm nhưng mà nó có bom nguyên tử. Thì ghê lắm, đứng gần nguy hiểm lắm.
hỏa tiễn thì thử được mà thức ăn thì không có. Thì lúc đầu là dự định là cho hai ông này đọc cái táo này, nhưng mà thôi thì bây giờ vấn đề thời sự đó là vấn đề để ngoài. Trong chương trình văn nghệ Tết thì làm những cái gì nó liên quan tới văn nghệ nó vui hơn. Thì sự thực ra thì gọi là Hoài Linh cũng có cái hảo ý mà nói đến cái nỗi lo âu của trung tâm là bỏ bạc ngàn lượm bạc cát vào không cháu? Yeah. Nhưng mà đâu đến nỗi nào. Bạc cát thì đóng cửa lâu rồi. Mai mốt mình phải đọc là bỏ ra bạc ngàn mà hốt vô bạc triệu. Cái đó thì không được cháu. Nguy hiểm quá. Đó là cái ước mơ sang năm mới thôi. Tại vì nếu trung tâm hốt bạc triệu thì cháu cũng sẽ mập như Chí Tài liền. Thôi thì một lần nữa xin cảm ơn hai vị táo mập táo ốm, tức là Chí Tài Hoài Linh, đã góp vui trong chương trình xuân hôm nay. Và bây giờ để trở lại với các tiết mục văn nghệ thường lệ, chúng tôi hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Tiếng Sáo Thiên Thai, thơ của Thế Lữ, nhạc của Phạm Duy, qua phần trình diễn của ba chị em, một nhà văn nghệ nổi tiếng. Thưa quý vị, Khánh Hà, Thúy Anh và Lưu Bích. Trứng kim đồng hò sang xế tiếng sao nhẹ nhàng lướt cỏ nắng nhạc lòng đưa hiu hắt và buồn xa buồn vắng mênh mông là buồn tiên ngựa buông lại tóc
Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Xuân trong kỷ niệm này có tựa đề là Em đến thăm anh đêm 30 của Nguyễn Đình Toàn và Vũ Thành An. Thưa quý vị, đối với nhạc sĩ Vũ Thành An thì chúng tôi đã giới thiệu trên Paris by Night trong một chương trình đặc biệt gồm có nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và trước đó chúng tôi cũng đã đôi lần mời nhạc sĩ Vũ Thành An hầu chuyện với quý vị. Nhưng mà riêng đối với Nguyễn Đình Toàn thì chúng tôi vẫn còn thiếu nợ. Thiếu nợ quý vị khán giả là những người yêu mến ông và thiếu nợ chính cá nhân ông. Thưa quý vị, là Nguyễn Đình Toàn chúng tôi không biết gọi là nhà gì, bởi vì ông làm thơ, ông viết văn, ông sáng tác nhạc, ông viết kịch. Và đặc biệt là tên tuổi ông lại rất gắn liền với giới thanh niên sinh viên. Gần 10 năm ông phụ trách chương trình văn học nghệ thuật của Đài Phát Thanh Sài Gòn. Ông là một người chẳng những viết văn hay mà cái giọng nói của ông cực kỳ lôi cuốn, làm sao xuyến lòng người trong những chương trình đó. Thì thưa quý vị, là bài tình khúc thứ nhất của Vũ Thành An mà chắc chắn là ai cũng biết là ông viết lời cho bài đó. Còn bài Em đến thăm anh đêm 30, sự thực là thơ của ông. Bài thơ đó có tựa đề là Kỷ niệm rời một người yêu. Đó là một bài thơ dài. Nhưng mà nhạc sĩ Vũ Thành An ngắt ra một đoạn để phổ nhạc và đặt tựa đề là Em đến thăm anh đêm 30. Và thưa quý vị, là sau này thì nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn lại viết nhạc rất nhiều. Và một trong những bản nhạc nổi tiếng mà quý vị chắc hẳn còn nhớ, đó là bản nhạc mở đầu của cuốn 30 năm viễn xứ của Paris by Night, một cuốn băng mà phổ biến rất rộng, có tựa đề là Tôi cố bám, nữ ca sĩ Khánh Ly trình diễn. Thì chúng tôi hy vọng là có một dịp nào chúng tôi sẽ được mời nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn trở lại với sân khấu Paris by Night. Nhưng bây giờ để giới thiệu nhạc phẩm Em đến thăm anh đêm 30, nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn, qua tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều. Đêm 30
còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơ. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan, trời sắp Tết hay lòng mình đang tan. Tháng ngày đã trôi qua, tình cũng phôi pha người khuất xa, chỉ còn chút hương xưa rồi cũng phong ba rụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, đã buồn chết theo sau ngày vực sâu. Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau, bằng đêm 30. Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơ. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan, trời sắp Tết hay lòng mình đang tan. Tháng ngày đã trôi qua, tình cũng phôi pha người khuất xa, chỉ còn chút hương xưa rồi cũng phong ba rụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, đã buồn chết theo sau ngày vực sâu. Hoài xuống hư không cuộc tình đau. Vì từ nãy giờ anh Ngạn cũng có đọc cho quý vị vài lá thơ của những khán giả gửi đến. Riêng Kỳ Duyên cũng có nhận được một lá thư. Gửi thì phong bì là gửi chị Kỳ Duyên, thì Kỳ Duyên tưởng là viết thư cho Kỳ Duyên. Nhưng mà cái đề tài nó cũng hơi lạ. Kỳ Duyên sẽ đọc cho quý vị nghe. Cô này là ở Melbourne, ở bên Úc. Và cô nói rằng là kính gửi chị Kỳ Duyên. Em là Thiên Hương, làm y tá ở viện dưỡng lão chăm sóc người già ở Úc. Chăm sóc người già Úc cũng như Việt. Em coi Paris by Night
rất thích chú Ngạn và chị nói chuyện. Em nhờ chị nói với chú Ngạn là khi nào chú về hưu, nếu vô viện dưỡng lão nơi em làm, em sẽ tắm cho chú Ngạn một ngày hai lần. Thì em nhận được cái thư này thì em muốn hỏi anh muốn em trả lời làm sao? Để em còn viết lại cho cô. Không, mà trước hết là em phải nói với lại chị Thiên Hương là tắm một ngày hai lần hơi nhiều, tại vì anh Ngạn một tuần tắm có một lần thôi. Trước hết là tôi rất cảm động, nhưng mà tôi nghĩ là chờ tôi già quá thì nhiều khi người ta cũng ngại đó. Nếu mà cô ấy muốn thì bắt đầu tắm từ bây giờ cho nó quen đấy. Thưa quý vị, năm nay là năm Hợi, mà Hợi gì hả anh? Là năm rồi là Bính Đinh, bây giờ là Đinh Hợi. Giờ là Đinh Hợi hả? Thì thưa quý vị, năm Hợi thì Kỳ Duyên xin kể một chuyện vui về con heo. Là thưa quý vị, có một cái ông kia, xe ông bị pan xe, ông xin vô một cái nhà nông dân này. Thì vào nhà đó thì ông thấy ở bên xó nhà cột một con heo, mà con heo đó một chân bị cắt, còn có ba chân thôi. Thì ông hỏi với chủ nhà là ủa, con heo này nó bị sao vậy? Thì ông chủ nhà ông nói không, con heo này coi vậy đó chứ nó khôn vô cùng. Cái hôm bữa mà nhà tôi đó nửa đêm bị cháy, cả nhà ngủ, nó đi nó tông từng cửa một, rồi nó làm náo loạn là cả lên để mọi người thức dậy chạy ra khỏi nhà. Mà nhờ nó đó mà tôi, vợ tôi với đứa con tôi mới thoát chết. Thì cái ông khách ông nghe về ông cũng gật gùm nói, ông chủ nói và chưa hết, mới hôm bữa nè, bà xã tôi dẫn đứa con đi qua đường mà không có lo để ý, cái xe nó chạy tới, cũng may là con heo nó đi bên cạnh thì nó uốn một cái, hai mẹ con lăn sang bên kia đường thì mới thoát không bị xe tông. Thì cái ông khách ông nói có lẽ vì con heo nó nhảy ra nó cứu mạng bà nhà với lại bé mà nó bị xe tông gãy một chân phải không? Thì cái ông chủ nói đâu có anh, nhưng mà một con vật quý như vậy có ăn phải ăn từ từ chứ đâu ăn hết một lần. Tức là tạm thời giả cầy chặt đỡ một chân đã, còn ba chân kia để từ từ. Vâng, nhưng mà thưa quý vị Nhân nói đến lúc nãy trong cái tục kiêng cữ thì chúng tôi cũng xin nói thêm không có là không có cái dịp nào mà chúng ta làm cuốn Tết để mà nói lại. Là ngoài ra thì những cái tục kiêng tổng quát cho cả nước, nó có những địa phương người ta kiêng riêng. Chẳng hạn như làng Cao Xá ở Phú Thọ thì họ kiêng ăn rau cần từ mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng. Theo cái câu chuyện là vua Hùng Vương thứ 8 lúc đó đi đánh giặc thì ngang qua một làng Cao Xá đó, thì đói quá, thì vì hết lương thực thì vua mới vào nhà một bà kia. Thì bà ấy lại quá nghèo, bà ấy không có cái gì để cho vua ăn cả, cho nên bà ấy ra sau nhà, bà ấy ra sau bữa ao, bà ấy hái một cái loại rau dại, đúng ra một loại cỏ ống, lúc đó vẫn dùng để làm cám heo, thì cho heo ăn. Thì bà ấy vội vàng bà ấy rửa đi rồi bà ấy bóp muối, bà ấy dâng lên cho vua Hùng Vương thứ 8 ăn. Thì vua ăn thấy ngon quá mới hỏi bà ấy là ai để mà tạ ơn sau này. Thì hóa ra là bà ấy lại sợ cái tội phạm thượng là cho vua ăn cám heo, cho nên bà ấy treo cổ bà ấy tự tử rồi. Vua rất là tiếc thương mới hỏi bà ấy tên là gì, thì người ta nói là bà ấy tên là Cần. Từ đó cái rau đó mới gọi là rau cần, và người ta kiêng không ăn rau cần để tưởng nhớ bà đó. Và thưa quý vị, để trở lại với chương trình văn nghệ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuân Miền Nam của nhạc sĩ Văn Phụng qua 4 tiếng hát của Hương Lan, Hoàng Oanh, Phương Hồng Quế và Khánh Ly. Trong hơi xuân đầm ấm do khơi tình thương.
Quý vị, nhạc phẩm vừa rồi chắc chắn đã gợi lại cho quý vị rất nhiều những kỷ niệm êm đẹp, nhất là khi đã được gửi đến quý vị với 4 tiếng hát hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam chúng ta. Và thưa quý vị, bây giờ đứng bên cạnh Kỳ Duyên là quý vị biết là Kiều Oanh. Tại vì lúc nãy chúng tôi thấy ở bên kia phía ba đàn ông, hai ông Táo với anh Ngạn lên đây để đọc sớ rồi chúc Tết quý vị. Thành ra hai bà Táo này quyết định không chịu thua cũng phải lên đây luôn. Nhưng mà có điều chị thấy nó hơi công bằng Kiều Anh ơi. Tại sao thường thường là một bà Táo phải có hai ông, mà hai đứa mình mà có ba ông thôi làm sao? Đâu có, chị nhìn sao ra ba ông, có hai ông rưỡi à. Sao hai ông rưỡi? Hoài Linh có phân nữa à. Chắc nhiều kilo đó mà tính người sao được vậy? Không được. Thôi thôi vậy chị lấy Hoài Linh đi. Thì em chỉ tài đi, có da có thịt đỡ hơn, có gì ở chống đỡ cho mình qua cơn mưa gió. Rồi còn anh Ngạn bỏ đâu? Chia đôi. Em lấy nửa nào? Em cũng không biết.
Để về hỏi lại đi. Chứ bây giờ chọn trên dưới gì cũng chết hết á. Em nói gì chị đang nghĩ phải trái thôi chứ bộ. Không được. Nhưng mà thưa quý vị thôi, bây giờ để không làm mất thì giờ. Yeah. Bây giờ em lên đây bên kia là đọc sớ táo quân thì yeah. em làm gì? Em hát cải lương, tại vì em có nghe hát cải lương phải không? Dạ thôi đi chị, Tết mà hát cải lương giọng cổ đồ buồn lắm đúng không quý vị? Vậy thì chị thấy em mặc tứ thân theo yeah. kiểu người Bắc, vậy yeah. là em ca trù hay là ngâm thơ? Dạ thôi làm cái đó không được đâu chị, cái đó nó ngoài khả năng em rồi, em làm cái này chị hết hồn luôn. Ok em làm gì? Em hát quảng. Trời ơi, mặc tứ thân hát quảng mới hú hồn. Tại biết sao không? Bắc là gần Trung Quốc rồi, nên ra mình chơi quảng được. Okay. Em biết tư hai ba thứ tiếng khổ lắm. À, thiệt, okay. tiếng Việt, rồi Yến Lịch, rồi China, đều nhiều okay, lắm. Rồi, em thử một vài câu đi. Rồi, em hát tiếng Tàu trước nha. Ok, rồi, chị không hiểu hết mà thử dạ. coi. Như là nội dung là cũng chúc quý vị một mùa xuân thiệt là may mắn, cái gì cũng may mắn hết, nên nằm trong đây. Đó, từ nãy giờ em viết, dạ. Thú thật với quý vị là chưa ăn nó mà ráng viết đó, dạ. Bị đua đòi chứ không gì hết trơn dạ. Bây giờ hát lời Tàu trước dạ, à. Hát lời Tàu trước. Không hiểu phải không? Dịch lời Việt đi, dịch lời Việt đi. Em cũng thấy vậy, lời Việt. Hát nữa em chết á. Ô nhưng mà thưa quý vị, mình nếu mà mình muốn thắng cái phía đàn ông bên kia đó dạ. thì khi Kiều Anh hát nếu mà vô nhịp, quý vị cùng Kỳ Duyên vỗ tay cho nó vui. Để cho nó nhộn nhịp hơn tí. Dạ, nếu okay, mà rồi. Vô thì hả vỗ. Dạ, không vô thì dạ cũng vỗ để an ủi em thôi. Dạ, bắt đầu hai ba em vô. Lời Việt, chúc quý vị một mùa xuân mới bình an. Bắt đầu. Xuân về khắp muôn nơi, vui mừng quá ai ơi. Chim liêu lo đón chào xuân mới, mái nước xanh rợp trời. Bàn giá tiếng hương khói dân gọi mời, mâm bánh chưng dưa kêu hoa đèn lung linh. Pháo vàng nổ đón Tết chúc phúc may mắn. Lễ xuân đầu năm trẻ con nói cười. Kính thưa lắm lời, chờ xin bao tiền hơn. Chuông chùa thoảng ngân dân, tâm khẩn khấn ơn trên. Ban phước cho toàn nhân thế, bao khổ đau không còn. Nhà nhà yên, thương mến nhau chuồng tròn. Tay nắm tay xây dựng muôn ngàn tương lai. Đón xuân mới, hãy đón xuân mới. Gió xuân dịu êm, cúc mai trước thềm. Lá lời uống mềm, làm xinh thêm màu xuân. Còn hai câu nữa đó. Ước mơ cho đời vui hơn. Kính chúc quý vị đón xuân bình. Dạ thưa quý vị em, cái này em chỉ là phụ diễn thôi đó. Không ngờ luôn á, nhạc quảng mà chơi disco luôn. Mai mốt hai đứa mình xong ca đi chị ăn kệ đi. Năm sau mình cứ ước mơ mình lên bước làm ca sĩ đi ha. Dạ, quyết định rồi. Mà lát thay bộ đồ đổ cho em đi yeah. Chị mặc cái này lạnh lắm cho em sexy giống đây. Vâng thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin chắc mình cũng phải nhường lại cho ca sĩ thật khác một tí đi chứ ha. Để mình làm riết người ta không có chỗ sống đâu. Dạ. Đúng rồi, thôi kệ. Năm nay mình nhường, năm sau mình tiến tới. Dạ, năm sau mình cũng nhường nữa. Thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Xuân trong rừng thẳm dạ. của nhạc sĩ Trần Anh Mai qua ba tiếng hát của Thế Sơn, Trần Thái Hòa và lần đầu tiên đến với sân khấu của Thúy Nga là nam ca sĩ Tiến Dũng. Và đặc biệt trong bài hát này quý vị sẽ thấy sự phụ họa của ba ca sĩ, đó là Tâm Đoan, Ngọc Liên và Hương Thủy. Dạ. Quân tôi bằng rừng, kia đàn nén nghiêng nhờ đầu gió. Cành mai thắm chân bước quân đi ô, Chúa xuống đến trên trần gian cho thế nhân xây mộng thắm.
xuân đi trong hồn, chạnh lòng nhớ đến xuân miền xa. Thành đô đó có sáng xuân vui nhưng vắng anh, biết xuân còn vui không, hỡi ai đang chờ mong. Xuân sang xuân tàn rồi xuân vắng, xuân đến rồi xuân đi. Tháng năm gió mưa quen đường dài, cố hương vắng xa lem mình hài, miệt mài cho tương lai. Cho sắc xuân không phai màu, vì tay súng giữ xuân bền lâu. Đời chinh chiến nắng tên với mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Mai cho tương lai, cho sắc xuân không phai màu, vì tay xuân giữ xuân bền lâu. Đời chinh chiến đang tiêm với mưa đâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Gió mưa quen đường dài, cố hương vắng xa lem mình hài, miệt mài cho tương lai. Gió sắc xuân không phai màu, vì tay súng giữ xuân bền lâu. Đời chinh chiến nắng tiêm với mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Đời chinh chiến nắng tiêm với mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Đời chinh chiến nắng tím vây mưa nâu, mấy ai đón xuân tròn vui đâu, hỡi xuân qua rừng sâu. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị nghe ba ca sĩ nam với ba ca sĩ nữ phụ diễn nhạc phẩm Xuân trong rừng thẳm. Chúng ta nhớ ban hợp ca Sao băng ngày trước và thường phát thanh trên đài quân đội, cũng như là cái hình ảnh mà quý vị thấy với những cái micro dây của ngày xưa, thì nhắc chúng ta tới những đoàn văn nghệ của Chính Huấn hay là của Cục Tâm lý chiến trong quân đội Việt Nam Cộng hòa ngày trước. Nhân mà cái chúng ta làm cái chủ đề Xuân trong kỷ niệm, chắc chắn là từ đầu đến bây giờ chúng tôi đã đưa được quý vị về với dĩ vãng rất nhiều trước năm 75. Và tác giả của bản nhạc vừa rồi Xuân trong rừng thẳm, ông viết rất là ít, nhưng mà ông là người phụ trách chương trình Lính và Tình yêu ở trên đài truyền hình Việt Nam ngày trước. Anh ạ, thấy em mặc bộ đồ này có giống hoàng hậu ngày xưa không? Bây giờ giống thì sao cô? Tại vì em thiết nghĩ, tại vì hôm nay làm trong cung đình Huế mà em được mặc cái bộ đồ này, em cứ tưởng tượng là nếu mà ví dụ em với anh được trở lùi lại mấy trăm năm mà cùng sống ở trong cung điện, thì có những buổi chiều em sẽ đi dạo vườn thượng uyển với anh. Em hoàng hậu, anh thái giám. Hai chúng ta sẽ nắm tay nhau
mà không thấy rung động tí nào. Em nghĩ đó cũng là một cuộc sống lý tưởng chứ anh hả? Anh nghĩ sao? Không hiểu cô có biết thái giám là cái gì không đấy chứ. Em không biết, nhưng mà em biết là mấy ông đó là được sống trong 1000 cung nữ, chỉ có mấy ông được vô. Mà em biết anh thích nhìn gái đẹp, thành ra em biết chắc là thời đó anh sẽ volunteer làm thái giám để được vô cung cấm mà, để được ngắm. Ủa sao anh im luôn nhỉ? Cô đưa cái đề nghị đó thì thôi, tôi không dám lùi về với dĩ vãng, mặc dù là tại vì cái đó tôi có cái kỷ niệm gì đâu. Quý vị biết không, lâu lâu cô này cô ấy có những cái ý tưởng nó lạ lắm. Tôi không hiểu mà từ đâu cô lại nghĩ ra được một ý tưởng, chỉ vì cô ấy mặc bộ đồ hoàng hậu mà cô ấy muốn sống trong cung điện lùi lại. Nhưng mà tưởng đi bên một người như thế nào, hóa ra là đi bên thái giám. Cái danh từ đó bây giờ nó xa xôi quá rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị 30 giây thôi, chưa đến 1 phút. Để thưa quý vị là chúng tôi có nhận một cái thư của một người cảm ơn tôi, là đại khái là vợ ông ta, vợ ông bị bệnh mất ngủ đã 16 năm mà chữa không khỏi. Thuốc bắc thuốc nam thì không có cách nào chữa khỏi. Thì tình cờ đứa con gái nó cho nghe một cái băng đọc truyện ma của tôi, thì bà ấy nghe 15 phút mới bà ấy ngủ mất. Thế từ đó thì bà ấy khám phá ra là hóa ra là cái băng đọc truyện nó chữa bệnh ma, băng đọc truyện ma nó chữa bệnh rất là giỏi. Thành thử ra từ đó thì lúc nào, đêm nào thì cũng cắm cái băng đó vào nghe. Và thưa quý vị đã đọc chuyện ma của chúng tôi, quý vị đã nghe chuyện ma, thì gần đây Trung tâm Thích Nga mới thực hiện một cuốn phim ma đầu tiên dựa theo cái chuyện ngắn đầu tiên của tôi là Đêm Trong Căn Nhà Hoang. Chúng tôi sẽ trình chiếu và giới thiệu tới quý vị một ngày rất gần đây. Và thưa quý vị, tới đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu một nhạc phẩm nổi tiếng, cũng là để đưa chúng ta về với kỷ niệm, với dĩ vãng của trước năm 75, Nếu Xuân Này Vắng Anh của Bảo Thu. Thưa quý vị, xin quý vị chào đón nữ ca sĩ Minh Tuyết. Vắng anh
Kính thưa quý vị, chương trình Paris by Night Xuân trong kỷ niệm của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã đến tham dự chương trình và mong được đón tiếp quý vị trong những chương trình kế tiếp. Và xin chúc tất cả quý vị khắp nơi trên thế giới một mùa xuân an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước. Good night and good luck everyone. Và chúng tôi xin mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ có mặt trong chương trình cùng các người hair, makeup, các nhà designer, all our dancers cùng đến đây để chào tạm biệt và chúc Tết quý vị. Dẫn đôi đứa mình để ta lưu luyến như bóng hình.